Chương 2133, Đào Thọ Tiên Vương Đi thôi, năm đó coi như là có duyên gặp mặt một lần. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, nói với bách luyện tiên đế. Đa tạ tiền bối. Bách luyện tiên đế lại bái, nói ra, cũng cảm kích tiền bối năm đó ân không giết. Năm đó nếu không là lý thất dạ hạ thủ lưu tình, sẽ không có ngày này bách luyện tiên đế. Lý thất dạ thản nhiên bị thủ bách luyện tiên đế đại lễ, đối với người khác mà nói, tiên đế đại lễ là bậc nào trọng, nhưng đối với với hắn mà nói, đây chẳng qua là rất chuyện bình thường mà thôi. Bách luyện tiên đế lại bái. Không dám hắn nói, tùy theo phiêu nhiên mà đi, thối lui ra khỏi thiên thần thư viện. Ở thời điểm này, bách luyện tiên đế cũng cuối cùng minh bạch vì sao thiên thần thư viện tại như thế nguy nan thời điểm yên nguyên có như thế lực lượng, tại giờ này khắc này, bách luyện tiên đế cũng cuối cùng là minh bạch tuy nhiên tạm thời thoạt nhìn đại thế gây bất lợi cho thiên thần thư viện, trên thực tế đại cục đã định. Ở thời điểm này, bách luyện tiên đế đều đã có thể dự liệu được lúc này đây phong ba kết cục rồi, thiên thần thư viện, cái kia chẳng qua là hấp dẫn mà thôi, hấp dẫn hết thảy lòng tham đại đế tiên vương mắc lừa. Tự như hắn người như vậy, đây là dẫn xà xuất động. Đem làm bách luyện tiên đế rút đi sau khi, Lý Thất Dạ Yên Nguyên bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa hồ không có bất kỳ xuất thủ tương trợ thiên thần thư viện ý tứ. Nên đến thời điểm, tổng hội đến đấy. Lý thất dạ nhìn lên bầu trời, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Ông, một thanh âm vang lên, vừa lúc đó thiên thần thư viện trên không đột nhiên xuất hiện ống ánh không gì sánh được hào quang. Cái này ống ánh không gì sánh được hào quang thật giống như hóa thành một mặt tấm gương đồng dạng, đem toàn bộ thiên thần thư viện tình hình chiến đấu phản chiếu tại như vậy trong mặt gương. Tự hồ có người dòm ngó thiên thần thư viện tình hình chiến đấu đồng dạng. Nhưng nói dòm ngó lại không thích đáng, bởi vì đối phương là quang minh đang tại mở ra như vậy mặt kính, có thể nói đối phương là lực lượng mười phần, là tại quang minh chính đại đang xem cuộc chiến. Là ai tại đang xem cuộc chiến có thượng thần chứng kiến như vậy một mạng, cũng không khỏi vì đó cả kinh. Trực tiếp mở ra cổ thế giới mặt kính, không cần người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đồng dạng, có thể có này thủ đoạn người, chỉ sợ tại thập Tam Châu đều là trải rác không có mấy. Một vị không có ra tay, một mực ở bên xem cường đại thượng thần chứng kiến như vậy mặt kính, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Lúc này ở như vậy trong mặt gương, trong lúc mơ hồ có một bóng người, tự hồ bóng người này là đứng tại một cái khác không gian, nó tại một thế giới khác mặt kính trước quan sát thiên thần thư viện kinh thiên một trận chiến. Cái này thân ảnh thoạt nhìn mười phần mờ ảo, mười phần huyền ảo, tự hồ mặt ngươi cường đại trở lại tồn tại mở ra thiên nhãn, đều không thể nhìn thấu hắn chút nào, đều không thể từ trên người hắn nhìn ra bất luận cái gì đầu mối. Đây là huyền đế, có một vị không có ra tay tiên vương chứng kiến mặt kính phía sau ẩn ẩn muốn hiện thân ảnh, không khỏi vì đó chấn động, giật mình nói. Huyền đế nghe được lời như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, càng là có thượng thần sẩn hết cả gai ốc, thoáng cái da đầu đều rung lên. Huyền đế muốn ra tay sao? Có thượng thần chứng kiến cái bóng này, cũng không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Huyền đế, thần tộc 12 cái thiên mệnh đại đế, cũng là thập tam châu vạn cổ đến nay thứ chín vị có được 12 cái thiên mệnh đại đế. Cũng là đương thời bên trong yên nguyên còn sống bốn vị có được 12 thiên mệnh đại đế tiên vương trong một vị. Tại đương thời tầm đó, Thanh Mộc thần đế, Thế đế, Nhất Diệp tiên vương, Huyền đế, bốn người bọn họ người đều là có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương cũng là yên nguyên còn sống đại đế tiên vương. Đương nhiên, ma tộc xích đế cũng yên nguyên còn sống, chỉ có điều không biết rõ cái gì nguyên nhân, đã từng có được 12 cái thiên mệnh xích đế lại tự tổn một đầu thiên mệnh, theo đỉnh phong rơi xuống, đã trở thành một vị có được 11 đầu thiên mệnh đại đế. Thanh mộc thần đế không ra. Có thể nói đương thời tầm đó, cũng tự chỉ có thế đế, nhất dịp tiên vương, huyền đế ba người bọn họ là đứng ở đỉnh phong nhất, thậm chí có người nói tại đây thế gian cũng chỉ có ba người bọn họ có thể tả hữu thập tam châu đại thế. Huyền đế, có thể nói tạm thời là thập tam châu trong cuối cùng nhất một vị trở thành có được 12 cái thiên mệnh đại đế, quan với huyền đế rất nhiều hết thảy đều gần kề lưu lại với trong truyền thuyết. Huyền đế rất thần bí, thậm chí liền huyền đế xuất thân đều rất thần bí, rất ít người biết rõ huyền đế tình huống cụ thể. Thậm chí có người nói huyền đế có được 12 cái thiên mệnh sau khi, che đậy tự mình hết thảy, nhưng bất luận kẻ nào đều không thể suy tính. Đồng thời, huyền đế vô thượng đại đạo đều rất thần bí, có nghe nói hay không người cụ thể biết rõ huyền đế đến tột cùng chế chính là thế nào đại đạo. Tóm lại huyền đế tự như hắn niên hiệu đồng dạng, huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, nhưng người khó với suy đoán. Đồng dạng 12 cái thiên mệnh đại đế, thanh mộc thần đế cũng là thập phần thần bí, nhưng cùng thanh mộc thần đế không đồng dạng như vậy là huyền đế là che đậy tự mình hết thảy hắn yên nguyên trên thế gian yên nguyên tại thập tam châu xuất hiện mà thanh mộc thần đế lại là trực tiếp biến mất thậm chí có thể nói hắn chỉ xuất hiện qua một lần cái kia chính là tại cổ minh tàn sát bừa bãi thập tam châu thời điểm hắn mới chân chính tại thế nhân xuất hiện trước mặt qua bằng không mà nói tất cả mọi người còn tưởng rằng thanh mộc thần đế là một cái không hề tồn tại đại đế đây chẳng qua là người khác hư cấu đại đế từ khi cái kia một lần xuất hiện sau khi thanh mộc thần đế tựu không còn có đã xuất hiện rồi. Tự hồ hắn theo giữa nhân thế bốc hơi đồng dạng, không có ai biết hắn đi nơi nào, không có ai biết hắn tại sao muốn biến mất. Huyền đế, lúc này không biết bao nhiêu người nhìn xem thiên thần thư viện trên không, trong nội tâm sợ hãi, không khỏi thì thào nói, 12 thiên mệnh đại đế thật sự muốn giá lâm sao. Ha ha, thiên thần thư viện lúc này đây là muốn đã xong, thiên quyền hạ chỉ, huyền đế đích thân tới, trên thế gian tầm đó, còn có ai có thể cứu được thiên thần thư viện, chỉ sợ coi như là phi tiên đế trọng sinh, cũng đồng dạng cứu không được thiên thần thư viện. Lúc này đây thiên thần thư viện phải diệt. Giết nha, vốn có thượng thần còn bảo trì xem chừng thái độ, hiện tại vừa thấy được liền huyền đế đều chú ý thiên thần thư viện, cho rằng huyền đế tất nhiên sẽ ra tay, cho nên những này thượng thần rốt cuộc thiếu kiên nhẫn rồi, đã thiên thần thư viện phải diệt, bọn hắn nếu không đồng thủ, đợi đại thế minh đình, muốn kiếm điểm chỗ tốt, chỉ sợ là không có phần của bọn hắn rồi. Phanh một thanh âm vang lên, lúc này hư không bị đánh nát, một cái đạo môn mở ra, có năm vị đại đế theo đạo môn bên trong đi ra. Như thế náo nhiệt sự tình, lại sao vậy có thể thiếu đi chúng ta thần tộc đây này? Cái này năm vị đại đế huyết khí trùng thiên, cầm đầu đại đế mặt quân tử trường bào, văn nhã cao quý, đây là một vị có được sáu đầu thiên mệnh đại đế. Là quân thần đế bọn hắn năm vị đại đế cũng tới, thần tộc cũng muốn đối với thiên thần thư viện quy mô động binh sao? Thấy như vậy một màn, có xa xem thượng thần nói ra. Huyền đế đang xem cuộc chiến, cái này sợ đã là biểu lộ thần tộc thái độ đi à nha, bằng không mà nói, tại sao là quân thần đế bọn hắn sớm không hiện thân trì không hiện thân, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hiện thân, cái này nói không chừng đã được đến huyền đế chỗ dựa. Trong thần tộc, bây giờ là ai giữ lời nói? hiện tại thần tộc đại đế đều theo ai như thiên lôi sai đâu đánh đó có một vị không có ra tay tiên vương từ từ nói nghe được lời như vậy không ít thượng thần trong nội tâm cũng theo đó rùng mình đáp án dĩ nhiên là không hề nghi ngờ huyền đế mặc dù nói hiện tại thần tộc có được hai vị mười hai cái thiên mệnh đại đế nhưng là thanh mộc thần đế mất tích không có người bái kiến hắn cũng không người nào biết hắn ở nơi nào hiện tại thập tam châu thần tộc mà nói đương nhiên muốn theo huyền đế uy vọng cao hơn. Mặc dù nói, huyền đế không hề giống thế đế như vậy thống lĩnh lấy thiên quyền liên tiếp lộ diện. Quy trấn thập tam châu, so sánh với thế đế quét ngang muôn đời tư thái đến, huyền đế là điều thấp không ít. Nhưng cái này cũng không đại biểu huyền đế tựu không can thiệp thần tộc sự vụ, cái này cũng không đại biểu huyền đế không thể chưởng quản thần tộc, trên thực tế tại trước mắt thần tộc đại đế đều là theo huyền đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như nói huyền đế hữu ý đánh thiên thần thư viện, như vậy thập tam châu thần tộc đại đế đều vui vì huyền đế cống hiến sức lực. Thiên thần thư viện đạo hữu, chúng ta đắc tội. Lúc này là quân thần đế từ từ nói, thình yến trước mắt. Chúng ta với tư cách đại đế, cũng không cách nào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cũng làm không được quân tử, hôm nay liền chia cắt các, các ngươi thiên thần thư viện. Thức thời nhanh chóng ly khai, chúng ta cũng không giết chóc nhỏ yếu là quân thần đế cướp bóc mà nói đã nói được quang minh chính đại, nhưng lúc này thiên thần thư viện lão sư, lão tổ lại hoàn toàn không thể làm gì, bởi vì bọn hắn đã đủ bề bộn rồi, địch nhân của bọn hắn đã đủ nhiều rồi, căn bản liền phân không xuất lực lượng đến đối kháng lạc quân thần đế bọn hắn. Càng làm cho thiên thần thư viện chư vị lão sư trong nội tâm nhút nhát chính là trên bầu trời cái bóng kia huyền đế. Lạc quân Ta thiên thần thư viện lại khó tha thứ ngươi làm càng. Lúc này một thân ảnh vượt qua hư không mà đến, bước vào thiên thần thư viện, chẳng là quân thần đế bọn hắn năm vị đại đế trước mặt. Đây là một vị lão già, tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay đào trượng, bên trên kết có đại đào một khỏa. Nguyên lai là đào thọ đạo huynh nha. Là quân thần đế xem xét lão giả này, cười to nói. Kỳ trúc sơn đào thọ tiên vương đến rồi, mười đầu thiên mệnh tiên vương nha, thiên thần thư viện chắc chắn sẽ có học sinh trợ giúp đấy có người chứng kiến lão giả này không khỏi vì đó vui vẻ nói ra trước mắt vị này đào thọ tiên vương đúng là đã từng theo thiên thần thư viện tốt nghiệp tiên vương hắn là xuất thân với yêu tộc chính là kỳ trúc sơn tiên vương các ngươi từng cái từng cái bên trên đâu này còn là năm cái cùng nhau bên trên đây này lúc này đào thọ tiên vương hòa ái nói tuy nhiên lời nói được hòa ái nhưng là bá khí mười phần dù sao cũng là một tôn có được mười đầu thiên mệnh tiên vương hoàn toàn có lực lượng độc chiến năm vị tiên vương. Đào Thọ đạo huynh, ta phải thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, cũng so với chúng ta năm người đều cường. Là quân thần đế từ từ nói, nhưng là cho dù Đào Thọ đạo huynh đem hết toàn lực, cũng không cách nào cứu vãn thiên thần thư viện. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trên bầu trời mặt kính. Là quân thần đế mà nói lại rõ ràng bất quá rồi, bọn hắn còn có huyền đế Đào thọ tiên vương không chút nào thay đổi, chỉ là cười ôi ôi nói, chúng ta bách tộc cũng không vẹn vẹn chỉ có ta đào thọ mà thôi, bách tộc tiên vương lại nhiều không kể xiết. Nghe được đào thọ tiên vương mà nói, nhưng một ít người không khỏi vì đó vui vẻ. Cũng đúng, muốn biết tiệt thiên chính là bác chân tiên đế sáng chế, kỳ trúc sơn ủng hộ thiên thần thư viện mà nói. Đây chẳng phải là đại biểu cho tiệt thiên cũng là ủng hộ thiên thần thư viện. Có thượng thần vỗ đùi, nói ra tiệt thiên, chính là bát chân tiên đế sáng lập tiên vương tiên đế đoàn đội, bách tộc cường đại nhất đoàn đội một trong, thậm chí đã từng cùng thiên quyền như vậy tồn tại quyết đấu qua. Chương 2134, Nhất Diệp Tiên Vương Là quân thần đế cười cười, nói ra, đào thọ đạo huynh, tiệt thiên tuy nhiên uy không thể đỡ, nhưng không nên quên rồi, còn có thiên quyền đương thời đâu này, trên thế gian tầm đó, lại có bao nhiêu người có thể chống lại thiên quyền, lại có mấy người có thể kháng cự thế đế. Là quân thần đế nói như vậy là nhường không ít trong lòng người rùng mình, thiên quyền xuống đế chỉ, tại đây một lần thiên thần thư viện trong tai nạn, thiên quyền lập trường đã là mười phần rõ ràng rồi, thiên quyền phải diệt thiên thần thư viện, nếu là thiên quyền muốn diệt thiên thần thư viện. Như vậy thế đế ra tay, kia chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại huyền đế đã đang xem cuộc chiến rồi, chỉ sợ huyền đế cũng tất nhiên sẽ ra tay đến lúc đó hơn nửa thế đế hai vị mười hai cái thiên mệnh đại đế ra tay thử hỏi một chút trên thế gian tầm đó còn có ai có thể cứu được thiên thần thư viện đây này trên thế gian tầm đó chỉ có bốn vị mười hai cái thiên mệnh đại đế mà thôi thanh mộc thần đế phiêu miễu vô tung hiện tại hai vị mười hai cái thiên mệnh đại đế ra tay chỉ sợ thật là không ai có thể cứu thiên thần thư viện đào thọ đạo huynh thiên thần thư viện phải diệt mời trở về đi ngươi cũng tận lực rồi. Lúc này là quân thần đế gặp đào thọ tiên vương không nói lời nào, từ từ nói. Đào thọ tiên vương lại sao vậy không hiểu đạo lý này đâu này, nhưng hắn yên nguyên bình tĩnh, từ từ nói, thiên thần thư viện đại ân với ta, chính là nhà của ta, hôm nay chỉ cần ta đào thọ còn có một hơi, nhất định bảo vệ thiên thần thư viện, thề sống chết không ngớt. Đào thọ tiên vương lời này rất bình tĩnh, cũng rất bình thản, nhưng là nhượng rất nhiều trong lòng người vì đó chấn động đặc biệt là thiên thần thư viện tốt nghiệp đi ra thượng thần, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Bao nhiêu người để tay lên ngực tự hỏi một chút, tự mình tốt nghiệp với thiên thần thư viện, thiên thần thư viện tự mình là học tập đến cái gì? Nhưng ở thiên thần thư viện nguy nan tầm đó, tự mình lại có thể vì thiên thần thư viện làm cái gì? Đúng vậy, thề sống chết bảo vệ thiên thần thư viện. Có lão sư cũng nhìn không được nửa thét dài một tiếng, muốn cùng thiên thần thư viện cùng tồn vong. Bạch Vân Quan trợ giúp Thiên Thần thư viện, học sinh đến chậm, xin thứ tội. Lúc này có thượng thần một tiếng thét dài, chấn động lấy thiên địa, chỉ thấy một tôn thượng thần mang theo môn hạ đệ tử bước vào Thiên Thần thư viện. Thét dài lấy cùng xâm lấn Thiên Thần thư viện địch nhân nhất quyết tử chiến. Bạch Vân thượng thần đến rồi. Chứng kiến cái này mây trắng tung bay thượng thần, có người không khỏi nói ra. Hồng Diệp nguyện thể sống chết bảo vệ Thiên Thần thư viện lúc này một cái khác tôn thượng thần cũng dài rít gào một tiếng nhiều lén lút đi ra bước vào thiên thần thư viện cùng thiên thần thư viện lão tổ kề vai chiến đấu hồng diệp huynh coi như ta kim quan một phần thứ ba tôn thượng thần cũng lập tức ngồi không yên tùy theo cũng bước vào thiên thần thư viện thiên quyền cũng tốt mười hai thiên mệnh đại đế cũng thế thiên thần thư viện vĩnh viễn bất diệt ta nguyện ý cùng thiên thần thư viện đồng sanh cộng tử trong khoảng thời gian ngắn lại có vài vị thượng thần gia nhập thiên thần thư viện, cùng thiên thần thư viện lão tổ, lão sư kề vai chiến đấu. Trên thực tế, một ít tốt nghiệp với thiên thần thư viện thượng thần đã sớm đã đi đến, chỉ có điều bọn hắn hơn nữa là ông lấy đứng ngoài quan sát thái độ, thậm chí trong nội tâm bao nhiêu có tư tâm, nếu là thiên thần thư viện bị diệt, bọn hắn có lẽ có thể đục nước béo cò, có thể nho nhỏ phát một bút tiền của phi nghĩa. Nhưng là, Đào thọ tiên vương mà nói lại rung động lấy những này thượng thần tâm thần, bọn hắn không khỏi nghĩ tới tự mình tại thiên thần thư viện học ở trường cái kia đoạn xanh miết và tinh thải năm tháng, tại đây một đoạn trong năm tháng, thiên thần thư viện hoặc là không có cho bọn hắn tuyệt thế bí kíp, nhưng lại cho bọn hắn tại nơi này tàn khốc tu sĩ thế giới nên như thế nào sinh tồn bổn sự, thiên thần thư viện cho bọn hắn mở ra thập tam châu cửa lớn cơ hội. Có thể nói, thiên thần thư viện đặt bọn hắn nhân sinh trụ cột, cái này cuối cùng nhất mới khiến cho bọn hắn có thể trở thành thượng thần. Có thể uy trấn một phương, có thể tử tôn phồn vinh. Cho nên, hôm nay thiên thần thư viện gặp nạn, những này thượng thần bị đào thọ tiên vương mà nói đâm một phát kích, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đều nhao nhao đứng ra trợ thiên thần thư viện giúp một tay, nguyện cùng thiên thần thư viện cùng tồn vong. Giết, lúc này đào thọ tiên vương đã không cùng lạc quân thần để bọn hắn nhiều phế miệng lưỡi, thét dài một tiếng, ra tay chính là mười đầu thiên mệnh, nháy mắt quanh sát hướng về phía lạc quân thần đế bọn hắn. Lạc quân thần đế bọn hắn cũng dài rít gào một tiếng. Năm vị đại đế liên thủ, cùng chống chọi với đào thọ tiên vương, dù sao đào thọ tiên vương thế nhưng mà một vị có được mười đầu thiên mệnh tiên vương, không thể khinh thường. Thiên thần thư viện tự là thiên thần thư viện, nó dù sao cũng là bách tộc cái nôi, quản chi có thượng thần cùng tiên vương đã phản bội thiên thần thư viện, muốn trong thiên thần thư viện phân nửa chén canh nhưng y nguyên có rất nhiều người nhớ rõ thiên thần thư viện tại bồi chi ân cái này đã qua trăm ngàn vạn năm thiên thần thư viện là tại bồi bao nhiêu tiên vương tại bồi bao nhiêu thượng thần liền đứng ngoài quan sát thiên tộc thượng thần cũng không khỏi vì đó cảm khái nói mọi người đều biết đây là mạnh được yếu thua thế giới con người làm ra không thôi trời tru đất diệt nhưng là tại thiên thần thư viện nguy nan thời điểm vẫn là có người nguyện ý đứng ra thủ hộ nó nguyện ý cùng nó cùng tồn vong, cái này là thiên thần thư viện, nó không phải một cái truyền thống bên trên môn phái, nhưng nó lại là bách tộc hy vọng, là bách tộc cái nôi. Ai đến kháng 12 thiên mệnh đại đế đây này? Cho dù đã có càng nhiều thượng thần đã gia nhập chiến trường, nhưng là toàn bộ thế cục đối với thiên thần thư viện mà nói yên nguyên không lạc quan, đặc biệt là huyền đế thân ảnh tại mặt kính hiển hiện. hiện vậy thì như là cực lớn bóng mờ bao phủ tại thiên thần thư viện bất cứ người nào trong lòng bên trên đồng dạng một vị mười hai thiên mệnh đại đế bất luận là ai cũng sẽ kiên kỵ có đầy đủ lý do nhường bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi ông một thanh âm vang lên ngay tại tất cả mọi người đều kiên kỵ huyền đế như vậy tồn tại thời điểm bỗng nhiên ngay lúc đó cổ thế giới hiện lên lục quan tại đây trong một chớp mắt màu xanh lá hào quang bao phủ toàn bộ thiên thần thư viện lúc này nghe được ông Ông rất nhỏ thanh âm vang lên, chỉ thấy từng mảnh lá xanh theo bầu trời bay xuống. Mỗi một mảnh lá xanh bay xuống thời điểm, tự như là vì thiên thần thư viện bỏ ra lục ý dạt vào sinh cơ, làm cho cả thiên thần thư viện đều đắm chìm trong loại này lục ý sinh cơ bên trong. Bóc một thanh âm vang lên, tại thời khắc này thiên thần thư viện ở trong có một gốc cây giống phá thổ mà ra, chậm rãi sinh trưởng, tại ngắn ngủi thời gian ở trong cái này gốc cây giống sinh trưởng thành chọc trời đại thụ nhưng ở cái này gốc chọc trời trên cây cự thụ vậy mà chỉ có gần kề một mảnh lá xanh. Cái này một mảnh lá xanh mười phần xanh nhạt, tự hồ như vậy một mảnh lá xanh xuất hiện sau khi. Nó tự là triệu bày ra lấy một cái thế giới tân sinh đồng dạng. Đem làm như vậy một mảnh lá xanh xuất hiện sau khi, thiên thần thư viện hết thảy lão sư, lão tổ cùng với trợ giúp thiên thần thư viện thượng thần, tiên vương đều thoáng cái tinh thần gấp trăm lần, tại đây trong một chớp mắt, bọn hắn cảm giác thoáng cái khôi phục huyết khí đồng dạng, tại đây trong một chớp mắt, hết thảy học sinh, lão sư, lão tổ cùng với trợ giúp thượng thần tiên vương đều mệt mỏi hệ quét là sạch, thậm chí vết thương trên người đều cầm máu khép lại, cả người tinh thần gấp trăm. Lần, Long uy hổ mãnh liệt. Nhất dịp tiên vương, lúc này thiên thần thư viện không biết rõ là vị nào lão tổ hét to một tiếng. Cái này tiếng kêu to không tính to rõ, nhưng là nhất dịp tiên vương, cái tên này cũng đã đủ rồi, quản chi dùng nhỏ nhất thanh âm kêu lên cái tên này thời điểm yên nguyên sẽ rung động lấy nhân tâm, vẫn là uy hiếp cửu thiên thập địa. Nhất dịp tiên vương, chúng ta bắt tộc 12 thiên mệnh tiên vương đến rồi. Đem làm như vậy một mảnh lá cây hiển hiện thời điểm có người nhịn không được điên cuồng hét lên thét lên. Đặc biệt là thiên thần thư viện một ít học sinh, càng là nhìn không được dòng nước mắt nóng đầy vành mắt. Rơi lệ đầy mặt, trong miệng hô hào, nhất dịp tiên vương. Chúng ta nhân tộc 12 thiên mệnh tiên vương. Có người nhìn không được điên cuồng hét lên nói. Nhất dịp tiên vương, bách tộc một vị duy nhất 12 cái thiên mệnh tiên vương, nhân tộc kiêu ngạo, đương nhiên, nhất dịp tiên vương là đã có được Mỹ Linh cùng nhân tộc huyết thống, nhưng nhắc tới nhất dịp tiên vương, nhân tộc đều sẽ coi hắn là làm là tự mình tiên vương. Nhất dịp tiên vương muốn tới rồi tự là đứng ngoài quan sát đại đế cũng đều hút một hơi hơi lạnh, không khỏi thì thào nói. Nhất dịp tiên vương Bách tộc truyền kỳ, nhân tộc kiêu ngạo, tại đương thời tầm đó bách tộc trong có thể kháng ngang thế đế, huyền đế như vậy tồn tại. Cho tới nay, có nhất dịp tiên vương tồn tại, nhưng bách tộc trong nội tâm tràn đầy hy vọng, chỉ cần nhất dịp tiên vương không có ngã xuống, bọn hắn bách tộc tự có đối kháng thần, mà, thiên tam tộc vốn liếng. Nhất dịp tiên vương muốn ra tay sao? Chứng kiến thiên thần thư viện cái kia gốc chỉ có một mảnh lá cây chọc trời đại thụ, có người không khỏi thì thào nói: Sẽ không dễ dàng ra tay đấy, tự giống như huyền đế, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng ra tay. Nhất dịp tiên vương cũng tốt, huyền đế cũng thế, đối thủ của bọn hắn là 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Có một vị thượng thần từ từ nói: 12 thiên mệnh đại đế tiên vương sẽ không dễ dàng ra tay có một vị đứng ngoài quan sát thấp vị đại đế đều gật đầu nói nói, thiên tru quá kinh khủng, tuy nhiên nơi này là cổ thế giới, không trong thập tam châu, thiên tru tỷ lệ sẽ bị hạ thấp rất lớn, nhưng 12 thiên mệnh đại đế tiên vương thiên tru tỷ lệ xa so với chúng ta muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều, nếu như nói hai vị 12 thiên mệnh đại đế tiên vương đồng thời ra tay. Chỉ sợ thiên tru tỷ lệ sẽ gấp bội. Nhất dịp tiên vương lộ diện rồi, cuối cùng có người có thể đối kháng huyền đế rồi thiên thần thư viện học sinh cũng không khỏi thở dài một hơi huyền đế tại nhường bất luận cái gì trong lòng người đều giống như đè nặng một quả cự thạch nhưng hiện tại bọn hắn bách tộc nhất dịp tiên vương cũng lộ diện rồi có nhất dịp tiên vương đối kháng huyền đế cái này nhường thiên thần thư viện thoáng cái tràn đầy cơ hội thoáng cái nhường thiên thần thư viện có nghịch chuyển thế cục cơ hội nhất dịp tiên vương cũng tới lúc này lưu kim thắng chứng kiến cái kia gốc chọc trời đại thụ cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, quản chi là có được 11 độ đằng hắn, đối với 12 thiên mệnh tiên vương, vẫn là kính nể. Đến nỗi cửu kiếm thượng thần, thì là sắc mặt đại biến, đại thế gây bất lợi cho bọn họ. Nên thiển lão đế đăng tràn thời điểm rồi. Chứng kiến nhất dịp tiên vương cũng lộ diện rồi, lý thất dạ một chút cũng không kinh ngạc, mười phần bình tĩnh, hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong, lúc này hắn nhìn lên bầu trời, chờ đợi thời cơ, cùng đợi cơ hội hắn đang đợi một người cùng đợi hắn lão địch nhân thế đế ông một thanh âm vang lên vừa lúc đó thiên không thư viện trên không mở ra một cái đạo môn cái này đạo môn lộ ra sáng chói mười phần sáng ngời thậm chí có thể nói là chói mắt có thể nhìn ra được cái này đạo môn là vượt qua một châu lại một châu là một cái cực kỳ cường đại đạo môn tại đạo môn bên kia có một trương đế ghế dựa cái này trương đế ghế dựa chính là dùng nham thạch mà điều khắc thành mười phần phong cách cổ xưa hào phóng, cả trường đế ghế dựa không có bất kỳ trang trí, nhưng là đế uy tràn ngập, nhưng người vừa thấy được tựu có phục bái xúc động. Chương 2135, lại thấy thế đế. Tại đây trương ghế đá bên trong, ngồi một người, một cái có thế vai khiên thương thiên nam nhân, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, quản chi hắn là tại một thế giới khác nhưng đã thoáng cái đã trấn áp vô số người, coi như là đại đế tiên vương vừa nhìn thấy người này, đều trong nội tâm trùng mình, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Thế đế, chứng kiến người nam nhân này, coi như là thượng thần, cũng nhìn không được hét lên một tiếng. Thế đế, cái tên này giống như là sấm vang đồng dạng nháy mắt tại vô số người trong lòng nổ tung, tại cửu thiên thập địa. Tại ngàn giới vạn cương, tên ai nhất có lực uy hiếp, tên ai có thể lăng giá tại hết thảy đại đế tiên vương bên ngoài, cái kia chỉ có một người thế đế. Một cái xuất thân với cổ xưa thế gia nam nhân, một cái có được 12 thiên mệnh nam nhân, một cái có thể mặc chân tiên sáu trang nam nhân, một cái truyền thuyết tu luyện thiên thư nam nhân, một cái nắm giữ thiên quyền nam nhân, một cái lãnh đạo lấy toàn bộ thiên tộc nam nhân. Thế đế, có được lấy quá nhiều vinh quang, có được lấy quá nhiều truyền kỳ, từ khi viêm đế, chung nằm tiên đế bọn hắn thời đại chấm dứt sau khi, từ nay về sau hãy tiến vào thế đế thời đại. Tuy nhiên hậu thế cuộc khởi một vị lại một vị đại đế tiên vương, nhưng thế đế lực ảnh hưởng vẫn là xỏ xuyên qua lấy cái này một cái lại một cái thời đại. Tuy nhiên tại sao cũng đến từng xuất hiện 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, như xích đế, như huyền đế, lại như lang đế, lại như nhất dịp tiên vương, nhưng luận lực ảnh hưởng, luận một vốn một lời tộc lực khống chế, cái kia đều là không cách nào cùng thế đế so sánh với. Thế đế không chỉ là có thể trưởng chấp tự mình thiên thần, thậm chí có thể hiệu triệu thần, mà thiên tam tộc hắn được xưng tụng là thần mà thiên tam tộc đại đế lãnh tụ cứ như vậy ngồi ở chỗ kia thế đế không có nói một câu chỉ cần hắn lộ diện quản chi là hắn tại xa xôi một thế giới khác cái này đều đã đầy đủ rồi chỉ cần thế đế lộ một chút mặt vậy thì đã không có cái gì so cái này cường đại hơn mạnh mẽ được rồi thế đế đem làm thế đế lộ diện sau khi thiên thần thư viện rất nhiều học sinh đều nháy mắt sắc mặt trắng bệch dẫu rất giỏi thiên tài đều không ngoại lệ, tên thế đế rất có lực uy hiếp rồi, tuyệt đối là nhiều người run rẩy. Coi như là thiên thần thư viện một ít lão sư cũng không khỏi vì trong lòng cả kinh. Thế đế vừa ra, vậy có đại thế mình định ý tứ hàm xúc rồi. Đây là đang thiên quyền sao? Chứng kiến thế đế ngồi ở đế trên mặt ghế, có người không khỏi thì thào nói. Lúc này thế đế chỉ là lộ diện mà thôi, cũng không có tự mình giá lâm, hắn đạo môn là chuyển được một cái thế giới khác đương nhiên như thế đạo môn cũng chỉ có thế đế như vậy tồn tại mới có thể đã thông. Ở thế này muốn biến thiên sao? Phát triển đến tình trạng như vậy, thậm chí liền một ít đại đế tiên vương đều thủy không ngờ và đấy, bởi vì thế cục này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng rồi. Nhất dịp tiên vương, thế đế, huyền đế, trên thế gian tầm đó cũng chỉ có bốn vị 12 thiên mệnh đại đế tiên vương mà thôi, hiện tại ngoại trừ mất tích thanh mộc thần đế bên ngoài, những thứ khác ba vị đại đế đều trình diện rồi. Vạn cổ đến nay, đều không có qua như vậy rầm rộ a. À. Có người nhìn không được thì thào nói. Ba vị có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương đều lộ diện rồi, thoáng cái hết thảy trong lòng người cũng không khỏi vì đó nhút nhát, nếu quả thật chính là bạo phát chiến tranh, như vậy ba vị có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương ra tay. Chỉ sợ là băng diệt toàn bộ cổ thế giới đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thiên thần thư viện là tan thành mây khói. Ông, một thanh âm vang lên, tại thế đế chỗ đạo môn trong đi ra hai vị đại đế, hai vị này đại đế đi lúc đi ra, khí thế lăn người, một vị đại đế là cướp trường thương, có một thương lửa cháy lan ra đồng có xu thế, mà đổi thành một vị đại đế là gánh vác lấy một bả thiên đao, có một đao tuyệt hậu tư thế. Hai vị đại đế đồng thời xuất hiện, toàn bộ cổ thế giới hào khí nháy mắt biến thành khắc nghiệt, đặc biệt là trên người bọn họ phát ra khí tức, Nhưng người không hàng trang dẻ. Tuyệt đao thần đế, lòng thương ma đế. Chứng kiến hai vị này đại đế, có không ít người nhìn nhau liếc, hai vị này không thuộc với thiên tộc đại đế vậy mà theo thiên quyền đạo môn đi ra. Tại sao tuyệt đao thần đế cùng long thương ma đế sẽ từ trong thiên quyền đi ra, chẳng lẽ bọn hắn đều gia nhập thiên quyền rồi hả? Có thượng thần vì đó nghi hoặc, nói ra. Bất quá, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình, tuyệt đao thần đế là một vị có được chính đầu thiên mệnh đại đế, long thương ma đế là một vị ủng người mười đầu thiên mệnh đại đế, như long thương ma đế. Còn là có tư cách gia nhập thiên quyền đấy. Không nhất định. Có một vị đến từ với ma tộc thấp vị đại đế, từ từ nói, không nên quên rồi, còn có một cái binh minh, đây là trẻ tuổi nhất đại đế tổ chức, tuyệt đao thần đế cùng long thương ma đế đều là thuộc về binh minh. Như thế thịnh yến, coi như ta môn binh minh một phần. Lúc này tuyệt đao thần đế cùng long thương ma đế cười lớn một tiếng, kèn một tiếng, thiên đao ra khỏi vỏ, long thương phun ra nuốt vào, hai vị đại đế nháy mắt đã gia nhập chiến trường, hướng thiên thần thư viện đánh tới. Binh minh, chính là thập tam châu trong trẻ tuổi nhất một cái đại đế tổ chức. Tổ kiến thời gian cũng không dài, nhưng lại mười phần có tiềm lực, toàn bộ binh minh đều là theo tương đối tuổi trẻ hơn nữa có được rất cường tiềm lực đại đế chỗ tổ kiến mà thành đấy giết, tuyệt đao thần đế cùng long thương ma đế khó có người có thể địch nổi, nhưng là lúc này thiên thần thư viện lão sư yên nguyên điên cùng hét lên một tiếng, muốn ngăn trở đánh tới tuyệt đao thần đế cùng long thương ma đế. Rầm 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 thiên thần thư viện chiến tranh đánh tới gây cấn, lúc này tuy nhiên thiên thần thư viện đã nhận được không ít tiên vương thượng thần trợ giúp, nhưng địch nhân thật sự là quá nhiều. Thật sự là quá cường đại, lúc này thiên thần thư viện đều khó với thừa nhận như thế một vòng lại một vòng cường địch công kích phá, lúc này phi tiên đế tử thét dài một tiếng, một bên độc chiến thân người đầu sư tử, một bên thúc giục lấy phi tiên đế trận, cùng oanh hướng long thương ma đế. Vốn phi tiên đế tử một người quyết đấu thân người đầu sư tử, cái kia đều chiếm được thật lớn ưu thế, hiện tại lại có long thương ma đế gia nhập, lập tức nhường ưu thế bị suy yếu rồi. Ông, ông. Ông, lúc này thiên quyền đạo môn lại một lần nữa mở ra, thiên quyền cái kia một bên một vị lại một vị đại đế đi ra. Từng vị đại đế đi ra đạo môn sau khi, một loạt đứng ở chỗ đó. Tám vị đại đế chứng kiến hàng này đại đế đứng tại đạo môn trước kia, nhưng tất cả mọi người đều vì đó vẻ sợ hãi, thoáng cái đến rồi tám vị đại đế, cái này nhường rất nhiều trong lòng người sởn hết cả gai ốc. Thiên quyền vừa mở ván cục thì có tám vị đại đế trạm đài, vậy thì ý nghĩa thiên quyền lúc này đây là muốn làm lớn một hồi, tuyệt đối là chỉ phải tiêu diệt thiên thần thư viện. Tám vị đại đế đứng tại đạo môn trước kia, cũng không có lập tức động thủ chỉ là lạnh lùng đứng đấy lộ ra khắc nghiệt khí tức sát ý của bọn hắn đã không cần thiết quá nhiều văn chương để hình dung bọn họ là muốn phải diệt thiên thần thư viện thế không bỏ qua nếu như biết rõ năm đó ở đánh lén lý thất dạ một trận chiến tình huống nhất định sẽ phát hiện cái này tám vị đại đế đã từng đã tham gia trận chiến ấy lúc ấy cái này tám vị đại đế từng người chịu tải hai cái thiên mệnh mà đến chỉ có điều Cùng cái kia một lần bất đồng chính là, lúc này đây đạo Long Thiên Đế bọn hắn bốn vị đã từng chân thân giá lâm đại đế trái lại không có đến. Thiên thần thư viện muốn xong chưa, lúc này liền thiên thần thư viện một ít lão sư cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Trong nội tâm sợ hãi như thế, thậm chí có lão sư nhìn không được bi thiết một tiếng. Đem làm thế đế vừa lộ mặt, toàn bộ thiên thần thư viện đều biến thành nguy hiểm, hiện tại ngoại trừ tuyệt đao thần đế cùng long thương ma đế bên ngoài, lại có 8 vị đại đế gia nhập, đội hình như vậy quả thực tự là sẽ đối với thiên thần thư viện tạo thành đã kích trí mệnh, cái này tất nhiên sẽ hủy diệt thiên thần thư viện. Quanh ở thời điểm này, toàn bộ thiên thần thư viện đông đưa không ngớt, thiên thần thư viện hạch tâm khu vực bị người công phá, có đại đế tiên vương đem bảo khố từ dưới đất ở trong chỗ sâu cứ thế mà túng ra đến. Quanh, 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 theo từng đợt nổ vang thanh âm vang lên, giờ này khắc này, thiên thần thư viện xuất hiện từng đạo khe hở, Tại thời khắc này, một ít chủ trì cổ sư tiên đài các lão tổ không thể không gia nhập chiến trường, mất đi những này lão tổ chủ trì, cổ thế giới lại lại một lần nữa khuếch trương, toàn bộ Thiên Thần thư viện lại một lần nữa xuất hiện từng đạo khe hở. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt vỡ vụn thanh âm không dứt với tai, toàn bộ Thiên Thần thư viện xuất hiện vô số khe hở, ở thời điểm này toàn bộ Thiên Thần thư viện tự hồ rốt cuộc ủng hộ không nổi nữa toàn bộ thiên thần thư viện tại giờ này khắc này muốn tan thành mây khói rồi thiên thần thư viện muốn đã xong trốn nha lúc này thậm chí có học sinh tuyệt vọng vội vàng lao ra thiên thần thư viện hướng xa xa bỏ chạy đối với giờ khắc này mà nói lưu lại thiên thần thư viện học sinh đều tuyệt vọng không thể không chạy ra thiên thần thư viện thiên thần thư viện thật sự muốn đã xong chứng kiến như vậy một màn liền một mực không có động thủ thượng thần cũng không khỏi vì đó chấn động sừng sững vô số năm tháng thiên thần thư viện cuối cùng muốn xong đời một cái quái vật khổng lồ cuối cùng muốn ầm ầm ngã xuống nên đến thời điểm rồi lúc này xem ngồi với đế trên mặt ghế thế đế hai mắt thâm thúy nhìn xem thiên thần thư viện từ từ nói mà lúc này ngồi với trong thư trai lý thất dạ cũng không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười từ từ nói nên ta ra tay thời điểm rồi lời nói vừa rơi xuống ngồi với ghế dựa bên trên lý thất dạ chậm rãi hiện lên phù với không trung. Chứng kiến lý thất dạ lộ diện sau khi, thế đế hai mắt không gì sánh được thâm thúy, nháy mắt tách ra khủng bố vô cùng hào quang. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại đây trong một chớp mắt, lý thất dạ tế ra thiên địa ấn. Hóa thành tróc lông lâu, ngay sau đó, oanh một tiếng công đã lớn miệng lú núi, tróc lông lâu nháy mắt đánh ra thiên diệt cầm tiên. Keng, một thanh âm vang lên, ngàn vạn đạo tiên đế pháp tắt từ trên trời giáng xuống, để uy mênh mông cuồn cuồng, từng đạo pháp tắc, tự như tiên nhân chi thủ, xâm lấn thiên thần thư viện từng vị đại đế tiên vương, thượng thần bắt đi. Phá, nhìn thấy cầm tiên chọc tới, chư vị đại đế tiên vương đều nhao nhao ra tay, có đại đế tiên vương là dùng tuyệt vô luân bị tốc độ, tránh né qua rồi cầm tiên, có đại đế là thét dài một tiếng, ra tay trảm vạn pháp. Ken một tiếng, nháy mắt chặt đứt cầm tiên pháp tắc thì. Tuyệt đại đa số đại đế tiên vương cùng thượng thần đều tránh thoát cầm tiên, chỉ có số ít mấy vị thấp vị thượng thần không thể lẫn mất qua, bị cầm tiên bắt sống, thoáng cái bị ném vào trốc lông lâu đã luyện hóa được. Lý thất giả vừa ra tay, nháy mắt hấp dẫn ở hết thảy người xâm nhập hỏa lực, nhưng hết thảy người xâm nhập đều thoáng cái chú ý tới vị này hiển hiện với trên bầu trời người trẻ tuổi. Tại tình huống như vậy phía dưới, hết thảy người xâm nhập đều nhìn về phía lý thất giả, nháy mắt nhường thiên thần thư viện các lão tổ áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Chương 2136, Thương Thiên Điện Nên cút cho ta ra thiên thần thư viện thời điểm rồi, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ngồi với ghế dựa lớn phía trên, khẽ vương tay, nghe được, ông, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tại thư trai vang lên, răng rắc, răng rắc, thanh âm, chỉ thấy trong thư trai từng tòa đại điện khép lại, tại trong nháy mắt, hết thảy đại điện vậy mà tổ hợp thành một tòa cổ xưa mà bàn bạc đại điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, cái này một tòa đại điện thoáng cái tạc ra hủy thiên diệt địa lực lượng, hủy thiên diệt địa lực lượng nháy mắt từ nơi tòa trong đại điện phúng dũng mà ra. Nháy mắt hướng bên ngoài khuếch trương, nháy mắt hướng hết thảy người xâm nhập trùng kích mà đi. Lui như thế hủy thiên diệt địa lực lượng va chạm mà đến, quản chi là đại đế tiên vương, cũng không khỏi biến sắc, quản chi cường đại như bọn hắn, đều không muốn đi lực khiên cái này một cổ lực lượng, bọn hắn vô cùng nhanh chóng lui lại, nháy mắt lăn giá trên chín tầng trời. Quanh một tiếng vang thật lớn, hủy thiên diệt địa lực lượng trùng kích mà ra, có mấy vị thấp vị thượng thần lui lại được quá chậm, nháy mắt bị hủy thiên diệt địa lực lượng trùng kích được tan thành mây khói. Liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, nháy mắt bị miễu sát rồi. Như vậy một màn nhường hết thảy đứng ngoài quan sát người cũng không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc, cuối cùng là thế nào lực lượng, như thế cường đại, như thế khủng bố. Thương thiên điện, lúc này vị kia thân người đầu sư tử người quát to một tiếng, một cái nói ra cổ lực lượng này lai lịch, bàn tay lớn che trời, hướng cái kia theo cổ xưa bàn bạc đại điện chập tới. Lăng, lý thất dạ hừ lạnh một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc này này tòa đại điện hóa thành một cái đạo nguyên, nháy mắt phúng dũng ra một cổ đèn cậy nóng không gì sánh được hào quang. Cái này cổ hào quang sát thần tàn sát đế, không gì sánh kịp, không cùng địch nổi. Phanh, một thanh âm vang lên, cái này một cổ hào quang thật sự quá là nhanh, thật sự là quá cường đại, cho dù cường đại như thân người đầu sư tử, đều trốn không hết, cũng đỡ không nổi, nháy mắt bị cái này một cổ hào quang bắn thủng lòng ngực. Giấu đầu thuộc đuôi người nhu nhược, cho ta hiện thân. Lúc này phi tiên đế tử thét dài một tiếng, tại đây cổ hào quang bắn thủng thân người đầu sư tử lòng ngực thời điểm, quyết đoán ra tay, khen một tiếng, từng cái đại đế pháp tắt theo thiên thần thư viện phúng dũng mà ra nháy mắt đâm vào thân người đầu sư tử thân thể, nháy mắt đã tập trung vào cổ thân thể này bên trong 14 đầu thiên mệnh. Oanh, 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 tại phi tiên đế tử khóa lại cái này 14 đầu thiên mệnh thời điểm, do này tòa đại điện chỗ phúng dũng ra đến hào quang lập tức trực đốt lấy cái này 14 đầu thiên mệnh, muốn đem cái này 14 đầu thiên mệnh luyện hóa mất. Không tốt, chủ trị này là thân người 11 thiên mệnh tiên vương sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng, quát, nhanh chóng hiện thân oanh, oanh, oanh từng tiếng nổ vang không ngừng với tai. Tại đây trong một chớp mắt, 14 vị bàn bạc thân ảnh hiển hiện, 14 vị tiên vương nháy mắt giá lâm, bọn hắn trưởng chấp càng khôn, thay đổi vạn pháp. Ken, ken, ken từng tiếng đứt gãy thời điểm vang lên, cái này 14 vị tiên vương chân thân giá lâm, nháy mắt trưởng chấp tức thiên mệnh, đem khóa lại bọn hắn thiên mệnh pháp tắc cứ thế mà nhổ đoạn. 14 vị tiên vương hiện thân, khủng bố vô địch chi uy nháy mắt tràn ngập thiên địa, vô số người đều bị run rẩy. đội hình như vậy thật sự là quá cường đại, thật sự là quá mức với khủng bố rồi. Tung Thiên Tiên Vương vừa nhìn thấy trong đó 14 vị Tiên Vương trong cường đại nhất cái vị kia có được 11 đầu thiên mệnh Tiên Vương, có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói. Hắn, hắn đã từng thế nhưng mà Thiên Thần Thư Viện học sinh nha. Có đứng ngoài quan sát Thượng Thần cũng không khỏi thấp giọng nói. Tung Thiên Tiên Vương, có Bách tộc thượng thần chứng kiến vị này tiên vương, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Tung Thiên Tiên Vương chính là Bách tộc cường đại nhất tiên vương một trong, có được 11 đầu thiên mệnh, Tung Thiên giáo sáng lập người. Hơn nữa hắn đã từng là Thiên thần thư viện học sinh. Tung Thiên giáo năm vị tiên vương, tư thần tông ba vị tiên vương còn có Bách tộc sáu vị tiên vương, ngoại trừ Tung Thiên Tiên Vương bên ngoài, cái này 14 vị tiên vương ở bên trong còn có ba vị tiên vương đã từng là thiên thần thư viện học sinh, có người thì thào nói, tư thần tông là có bốn vị tiên vương, chỉ có điều bọn hắn vị thứ nhất tiên vương chết bởi thiên tru, cái này mười bốn vị tiên vương, không những toàn bộ xuất thân với bách tộc, nhưng lại có bốn vị tiên vương là tốt nghiệp với thiên thần thư viện, đây quả thực là bách tộc càng muốn tiêu diệt thiên thần thư viện nha, có ma tộc thượng thần cũng không khỏi thấp giọng nói, làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, một núi không thể chứa hai cọp. Có thần tộc đại đế cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ bọn họ thèm thùng thiên thần thư viện đã không phải là một ngày hai ngày sự tình. Nghe được lời như vậy, mọi người trong nội tâm vì đó trùng mình, như tung thiên tiên vương người như vậy, đã từng là thiên thần thư viện học sinh, hắn có thể không biết rõ thiên thần thư viện có được thế nào bảo tàng sao? Cái này có thể không cho bọn hắn tim đập thình thịch sao? Có thể nói, thiên thần thư viện nội tình chỉ sợ không có mấy người có thể chịu đựng được hấp dẫn. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Phi tiên đế tử nhìn xem tung thiên tiên vương bọn hắn, lạnh lùng nói. Tung thiên tiên vương cũng không khỏi mặt già đỏ lên, dù sao bọn hắn đã từng là thiên thần thư viện học sinh, thiên thần thư viện có tai họa, bọn hắn trái lại muốn diệt hết thiên thần thư viện. Đế tử, mạnh được yếu thua, đây là thế giới quy tắc. Tung thiên tiên vương từ từ nói. Phi tiên đế tử hừ lạnh một tiếng, không muốn nói thêm nữa cái gì, dù sao hắn cả đời cũng đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy rồi. Chúng ta chỉ cần thương thiên điện. Cho chúng ta thương thiên điện, chúng ta lập tức tự đi. Lúc này tung thiên tiên vương bọn hắn bại lộ, cũng không muốn ở lâu, bọn hắn theo dõi thương thiên điện. Thương thiên điện, lúc này nhìn xem thư trai này tòa cổ xưa đại điện, có đại đế nhẹ giọng nói, trong truyền thuyết cái kia kiện vàng cổ đệ nhất thương thiên binh thư sao thương thiên điện có người nói nó là vạn cổ đệ nhất thương thiên binh thư là thiên thần thư viện trấn viện chi bảo không có ai biết là thật là giả nhưng là vừa mới vừa thấy thương thiên điện uy lực rất nhiều người đều cảm thấy loại này thuyết pháp cũng không phải là không có đạo lý muốn thương thiên điện nằm mơ sao lý thất giả cười nhạt một tiếng vẫy tay ngay sau đó đã nghe được răng rắc răng rắc răng rắc thanh âm vang lên chỉ thấy thương thiên điện nhỏ đi trong nháy mắt biến thành to cỡ nắm tay hiển hiện tại lý thất giả bên người, chậm rãi vòng quanh lý thất giả chuyển động. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều quên mất công kích thiên thần thư viện, tất cả mọi người đều bị thương thiên điện hấp dẫn, dù sao so về vạn cổ đệ nhất thương thiên binh thư đến, thế gian chỉ sợ không có cái gì so thương thiên điện trân quý hơn rồi. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, nếu như có thể trước đoạt được thương thiên điện, so cái gì đều hiếu thắng. Đạo huynh, không biết rõ là vị nào, nhưng mặc kệ ngươi là có nhiều sao cường đại, hôm nay đại thế đã mất, ngươi là bảo trụ không được thiên thần thư viện đấy, cũng không giữ được thương thiên điện, như ngươi giao ra thương thiên điện, vậy cũng là chúng ta vì bách tộc bảo trụ chúng ta bách tộc vạn cổ đệ nhất thương thiên binh thư. Lúc này tung thiên tiên vương một bước một trước, hắn phía sau 13 vị tiên vương cũng đều tiến lên một bước, đều chầm chầm vào nảy tòa thương thiên điện. Lúc này trong mắt bọn hắn chỉ có thương thiên điện. Vô liêm sĩ. Lúc này một tiếng cười lạnh vang lên, một mảnh thanh thiên hiển hiện, một người cưỡi trâu mà đến, nhàn nhã mà tự đắc, người này gánh vác thanh thiên, có một thiên địa chi thế, hắn cưỡi trâu tới, khinh thường nói, tung thiên, ngươi loại lũ tiểu nhân này đều có thể trở thành tiên vương, cái kia quả thực tự là vạn cổ kỳ tích. Một thiên tiên đế chứng kiến cái này gánh vác thanh thiên, cưỡi trâu mà đến người, có người đứng thẳng tức nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi quát to một tiếng, lại là một vị cửu giới tiên đế đến rồi có người không khỏi vì đó tinh thần chấn động phấn mục thiên tiên đế đã từng là hộ thiên giáo tiên đế một trong hắn xưng là mục thiên có được lấy vô thượng thần thông bị mục thiên tiên đế một quát trách móc tung thiên tiên vương mặt già đỏ lên hắn yên nguyên bảo trì bình thản bình tĩnh nói mạnh được yếu thua mà thôi mục thiên đạo hữu chẳng lẽ cả đời liền không có đoạt lấy người khác đồ đạc ta cả đời giết địch vô số cũng lấn qua không ít kẻ yếu mục thiên tiên đế vừa cười vừa nói nhưng ta cũng không vong ân phụ nghĩa vong ân phụ nghĩa đồ vật không có tư cách trở thành tiên vương cho nên hôm nay ta thay thiên thần thư viện trảm ngươi vị này vong ân phụ nghĩa đồ vật mục thiên chẳng lẽ ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi ai trảm ai cũng còn không nhất định tung thiên tiên vương vốn chính là đuối lý nhưng bị mục thiên tiên đế như thế cười nhạo mặt mò có chút không nhìn được, quát lạnh nói. Đến, 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 chúng ta đây tự tranh tại một hồi thử xem. Mục thiên tiên đế cười to nói, hướng tung thiên tiên vương vẫy tay. Ta cũng nên vì thiên thần thư viện thanh lý môn hộ, vì bách tộc tẩy trừ dơ bẩn. Lúc này phi tiên đế tử cũng hai mắt lộ ra khủng bố sát cơ, chẳng tung thiên tiên vương phía sau mặt khác 13 vị tiên vương. Dù sao cái này 13 vị tiên vương bên trong còn có 3 vị là thiên thần thư viện học sinh. Hắc, như thế náo nhiệt sự tình, sao vậy có thể thiếu được chúng ta, đế tử, tính cả hai người chúng ta. Lúc này bá hổ cũng hắc hắc vừa cười vừa nói. Ta đào thọ cả đời cũng xem thường nhất loại này phản đồ. Đào thọ tiên vương cũng khinh thường, chỉ cần phi tiên đế tử ra tay, hắn cũng nguyện ý trước chém những này bách tộc tiên vương. Lúc này thần, mà, thiên tam tộc ở đây đại đế thượng thần tự cười lạnh, một bộ đứng ngoài quan sát gián dấp, bởi vì đây là bách tộc xấu mặt thời điểm rồi. Bọn hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến bách tộc nội đấu rồi, bách tộc tiên vương nhóm giết cái ngươi chết ta sống, bọn hắn chờ kiếm tiện nghi, vậy rất tốt. Trước bảo vệ tốt thiên thần thư viện A. À? Gặp thiên thần thư viện chư vị lão tổ đều phẫn nộ, lý thất dạ nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói. Chư vị lão tổ phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm rùng mình, đây là tốt thời cơ, bọn hắn đều nhau nhau một lần nữa chủ trì tiên đài, ông, 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 từng đợt hào quang sáng lên, thiên thần thư viện lại một lần nữa bị ổn định, thiên thần thư viện phòng ngự lại thừa dịp cái này mười phần cơ hội khó được được đưa lên. Mục thiên, liền coi ngươi là muốn giết loại này ngu xuẩn cũng không nóng lòng nhất thời, còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm đây này. Lý thất giả cười nói với mục thiên tiên đế. Lão sư nói được thật là, một thiên tiên đế đối với lý thất dạ không người chào thân, ông quyền, hắn rồi mới chầm chầm vào tung thiên tiên vương, cười lạnh nói, ta nhìn vào ngươi. Tung thiên tiên vương hừ lạnh một tiếng, nhưng là không vội mà xuất thủ, bởi vì lúc này thần, mà, thiên tam tộc cũng sống chết mặt bay, hắn không muốn làm cho bị thần, mà, thiên tam tộc nhặt được tiện nghi, cho nên lúc này hắn mang theo mặt khác 13 vị tiên vương nhìn chầm chầm kỹ lý thất dạ thương thiên điện. Lúc này thấy bách tộc nội đấu đánh không nổi đến, thần, ma, thiên tam tộc đại đế tiên vương đều nhìn nhau liếc. Chương 2137, Thôn Nhật Tiên Đế Lúc này tung thiên tiên vương cùng một thiên tiên đế bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng đánh không nổi đến, ngược lại chứng kiến vòng quanh lý thất già dạ chuyển thương thiên điện, thần, ma, thiên tam tộc bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi, dù sao đây là xưng là vạn cổ đệ nhất thương thiên binh thư, độc nhất vô nhị. Ở thời điểm này, tuyệt đao thần đế, long thương ma đế cùng với vũ luân thế gia bốn vị ma đế tại thời khắc này giao một cái ánh mắt, bọn hắn tại đây trong một chớp mắt đã đạt thành chung nhận thức, thoáng cái đã đạt thành hiệp nghị. Tuyệt đao thần đế, long thương ma đế bọn hắn sáu vị đại đế chậm rãi hướng lý thất giả vây tới, lúc này tung thiên tiên vương bọn hắn không lập tức đoạt thương thiên điện, như vậy bọn hắn động thủ trước, tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần một cướp được thương thiên điện, bọn hắn liền lập tức đào tẩu, về phần thiên thần thư viện mặt khác bảo vật, bọn hắn không tham cũng không sao cả rồi. Chứng kiến tuyệt đao thần đế, long thương ma đế, vũ luân ma đế bọn hắn sáu vị đại đế chậm rãi vây quanh tới, lý thất dạ không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, từ từ nói, như thế nào? Các ngươi sáu người cũng muốn đến đoạt thương thiên điện sao? Đạo huynh chính là khuynh thế thế hệ, đã đạo huynh dám ngăn cơn sóng dữ, Ta tin tưởng đạo huynh cũng không quan tâm chúng ta nhiều người ít người." Lúc này Vũ Luân Ma Đế mỉm cười nói, "Nếu như chúng ta sáu người liên thủ, không địch lại đạo huynh, vậy chỉ có thể trách chúng ta không biết tự lượng sức mình rồi." Theo tại Vũ Luân Ma Đế mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, từ từ nói, "Các ngươi nghĩ đến ngược lại tốt, bất quá, các ngươi đích thật là có chút không biết tự lượng sức mình." Lý Thất Dạ nói như vậy nhưng đứng ngoài quan sát một ít thượng thần đều nhìn nhau liếc có người thầm giật mình nói, người này là ai nha, cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, có thế phải biết, vũ luân ma đế bọn hắn sáu người bên trong tự có hai vị là mười đầu thiên mệnh đại đế. Đã như vậy, đạo huynh vậy lại càng không chú ý cùng chúng ta luận bàn một chút. Lúc này Long Thương Ma Đế cũng vừa cười vừa nói, nếu như chúng ta thất bại, cái kia không có chuyện gì để nói đấy, nếu là chúng ta thắng, chúng ta cũng vẹn vẹn muốn thương thiên điện mà thôi, không biết rõ đạo huynh dám hay không buông thương thiên điện một trận chiến. Lúc này Long Thương Ma Đế đã ở khích tướng Lý Thất Dạ. Dù sao vạn cổ đệ nhất thương thiên điện tại Lý Thất Dạ trong tay, bọn hắn bao nhiêu đều là kiên kỵ ba phần. Lúc này những thứ khác đại đế tiên vương đều ông tay đứng ngoài quan sát rồi, đối với bọn hắn mà nói, nếu như là Long Thương Ma Đế bọn hắn thắng Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng đồng dạng có thể theo Long Thương Ma Đế bọn hắn trên tay cướp đi thương thiên điện nếu như Long Thương Ma để bọn hắn thua, vậy cũng vừa vặn có người làm làm pháo hôi, làm cho bọn hắn thăm dò rõ ràng lý thất giả lai lịch. Khiêu chiến các ngươi sáu người mà thôi, cái này lại có cái gì độ khó đâu này. Ta Diệp Vân Châu liền có thể độc chiến các ngươi. Lúc này một cái bá khí không gì sánh được thanh âm vang lên, cái này bá khí không gì sánh được thanh âm dường như sấm vang đồng dạng, nổ tung thiên địa. Lúc này chỉ thấy một cái nam tử đạp không mà đến, vẻ mặt hưng phấn, hắn đạp không mà đến thời điểm, thiên địa vì đó tối sầm lại, tại đây trong một chớp mắt, tự như toàn bộ thiên địa bị hắn cắn nuốt đồng dạng, đây là một người mặc hắc y nam tử. Lúc này nhiều người cảm thấy sợ hãi không phải trên người hắn phát ra tiên đế chi uy, mà là trên người hắn vẽ này thôn thiên phệ địa khí thế. Tự hồ thân thể của hắn tựu là thế gian nhất cực lớn hắc dê đồng dạng, thân thể của hắn có thể cắn nuốt sạch thế gian hết thảy, quản chi toàn bộ thiên địa rơi trong đó, đều sẽ thoáng cái bị cắn nuốt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thành. Thông nhật tiên đế đến rồi, lúc này có tiên vương không khỏi quát to một tiếng, nói ra. Thông nhật tiên đế. Nghe cái này niên hiệu, rất nhiều người đều trong nội tâm vì đó rùng mình, đặc biệt là biết rõ sang đế chiến dịch người, càng là trong nội tâm sợ hãi, năm đó thông nhật tiên đế thế nhưng mà bá khí ngập trời, đã từng là độc chiến thần. Mà, thiên tam tộc vài vị đại đế, uy danh hiển hách thôn nhật tiên đế phi tiên giáo năm vị tiên đế một trong trong thập tam châu hắn gia nhập do minh nhân tiên đế sáng lập cổ phủ hơn nữa thôn nhật tiên đế không những một vị tiên đế hắn còn đã có được đại thành thôn thiên ma thể giờ này khắc này thôn nhật tiên đế vừa ra tới liền muốn đọc chiến vũ luân ma đế bọn hắn sáu vị đại đế phải biết vũ luân ma đế cùng long thương ma đế đều là mười đầu thiên mệnh đại đế mà tuyệt đao thần đế bọn hắn cũng đều là thuộc về địa vị cao tiên đế, sáu vị đại đế liên thủ. Tuyệt đối nhường người sợ run, nhường người chịu kiên kỵ. Nhưng là, thông nhật tiên đế lại không thèm quan tâm, mở miệng liền muốn độc chiến bọn hắn, tự hồ căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt đồng dạng. Thông nhật tiên đế, chứng kiến thông nhật tiên đế, coi như là vũ luân ma đế cùng long thương ma đế như vậy mười thiên mệnh đại đế, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không dám khinh địch. Lúc này thôn nhật tiên đế cất bước mà đến, tiến lên, hướng lý thất dạ thật sâu không người chào thân, nói ra, vân châu đến chậm, kính xin thánh sư thứ lỗi. Có thể tới là tốt rồi. Chẳng phân biệt được sớm muộn. Lý thất dạ yên nguyên ngồi trên trên mặt ghế, từ từ gật đầu nói nói. Thôn nhật tiên đế lại cúc thủ, lui ra, nhìn chung quanh vây quanh lý thất dạ vũ luân ma đế bọn hắn sáu vị ma đế, vừa cười vừa nói, các ngươi muốn khiêu chiến thánh sư chỉ sợ hôm nay các ngươi còn không có tư cách này ta diệp vân châu phụng bồi liền có thể này là vũ luân ma đế bọn hắn ngược lại không có nghe được thôn nhật tiên đế như vậy bá khí mười phần mà nói nghe được thánh sư xưng hô như vậy thời điểm có được mười đầu thiên mệnh vũ luân ma đế cùng long thương ma đế đều sắc mặt đại biến tựu là đồng dạng là có được mười một đầu thiên mệnh tung thiên tiên vương vừa nghe đến thánh sư xưng hô như vậy thời điểm đều thoáng cái lui về phía sau mấy bước về phần chỉ là có được 3 năm đầu thiên mệnh tiên vương đại đế cái kia khá tốt một ít, bọn hắn còn chưa rõ, thánh sư, cái này xưng hô chân chính đại biểu cho cái gì, chỉ có điều gặp liền thôn nhật tiên đế đều đối với lý thất giả cung kính như thế, cái này thì đem bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Thánh sư, đây là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là sao mặt lão càng giỏi lão sư sao? Có thượng thần hoặc thấp vị đại đế tiên vương còn không chân chính minh bạch cái này ảo diệu trong đó, không khỏi vì đó nghi ngờ nói nói. Tại thiên thần thư viện mà nói, có thể bị đại đế tiên vương tôn kính lão sư, vậy như mặt thiên quân dạng này lão sư, cho nên thấp vị thượng thần cùng đại đế tiên vương cũng không biết thánh sư cái này danh hiệu ý nghĩa, còn tưởng rằng lý thất dạ như mặt thiên quân cái này bình thường lão sư. Nhưng là địa vị cao tiên vương tựu không đồng dạng rồi, đặc biệt như tung thiên tiên vương loại này cách đỉnh phong rất gần đại đế tiên vương, vừa nghe đến thánh sư cái này danh hiệu thời điểm, tự thoáng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì tung thiên tiên vương bọn hắn dạng này địa vị cao tiên vương mười phần tin tường. Về bách tộc truyền kỳ cái kia không hề chỉ là truyền thuyết, đây là thật thực tồn tại đấy, đây là một cái phía sau màn độc thủ, đã từng là chi phối lấy thập tam châu đại thế, đã từng là chủ đạo lấy năm đó sang đế chiến dịch, cái này đã từng là thế đế sinh tử cưu địch, thế đế đã từng đời đời thế thế cùng hắn là địch, nhưng đều không làm gì được hắn cả. Thử nghĩ một chút, có thể cùng thế đế đời đời thế thế là địch mà thế đế yên nguyên không làm gì được hắn cả tồn tại đây là kinh khủng bực nào tồn tại cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt hắn cho dù không có chân chính lĩnh giáo qua hắn đáng sợ cái kia cũng biết cái này một tôn tồn tại thực sự không phải là hư danh nói chơi tuyệt đối là đáng giá bọn hắn đi kiên kỵ đúng là bởi vì vừa nghe đến thánh đế xưng hô thế này địa vị cao đại đế tiên vương đều sắc mặt đại biến thậm chí có đại đế tiên vương bị dọa đến lui về phía sau một bước là hắn hắn lại trở về có tiên vương trong nội tâm vì đó rùng mình không khỏi hút một hơi hơi lạnh lúc này không ít địa vị cao đại đế tiên vương đều nhìn nhau liếc bọn hắn trong nội tâm vì đó rùng mình truyền thuyết này đã mất tích rất lâu rồi có người nói hắn xuống cửu giới có người nói hắn chết ở tại chung cực một trận chiến cũng có người nói hắn bị nhốt tại gian nhất chỗ thần bí nhưng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới, hắn yên nguyên còn tại thập Tam Châu. Thánh sư, lúc này cho dù cường đại như Vũ Luân Ma Đế, đều biến sắc, tại đây một trong một chớp mắt, hắn cảm giác mình là lọt vào một cái hố to bên trong, trước đây cũng đã có người đào tốt rồi hố to chờ bọn hắn rồi, về phần thiên thần thư viện, cái kia chẳng qua là một khối mập ER mà thôi, đây chẳng qua là dụ dỗ bọn hắn hướng hố to bên trong nhảy mồi nhữ mà thôi. Tốt một cái thánh sư, lúc này hừ lạnh một tiếng vang lên tại thiên quyền đạo môn bên trong đi ra một người đến, đây là một người tuổi còn trẻ, cái này tuổi trẻ cái mười phần tuổi trẻ, thần thái bay lên, khí vũ bất phạm, hắn toàn bộ tản mát ra đại đế kiếm khí, hắn lưng cổng một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này phong cách cổ xưa vô song, lúc sau lưng của hắn, tự như cùng hắn hòa hợp nhất thể. Kiếm đế đến rồi, chứng kiến người thanh niên này, có không ít đại đế tiên vương cùng thượng thần đều vì đó rùng mình, đặc biệt là thiên tộc đại đế, đối với không mất cung kính kiếm đế thiển gia thứ chín vị đại đế chứng kiến người trẻ tuổi này có thượng thần không khỏi thì thào nói trước mắt người trẻ tuổi này người xưng kiếm đế có thể nói là trước mắt thập tam châu cực kỳ có thiên phú đại đế một trong thậm chí có người nói hắn là thành công bản cùng thiếu thiên đế kiếm đế hắn xuất thân từ thiển gia là thiển gia thứ chín vị đại đế vừa ra đời liền đã có được thiên tộc hai đại cổ huyết một trong thánh quyền huyết thống xuất thân cao quý hắn lại có như vậy huyết thống cái này nhường hắn nhất định lấy bất phàm. Hắn thiên phú cực cao, tại thiển gia bồi dưỡng phía dưới. Hắn cũng đích thực không phụ trọng vọng, cuối cùng không chỉ là đã trở thành đại đế, nhưng lại đã trở thành một vị có được 11 đầu thiên mệnh đại đế. Trong thập Tam Châu, kiếm đế thiên phú độ cao, nhường vô số người bóng lưng, từng có người nói, luận thiên phú cùng thiếu thiên đế có thể cùng kiếm đế vừa so sánh với, chỉ tiếc, cùng thiếu thiên đế chẳng qua là thất bại đại đế, mà đồng dạng thiên phú kiếm đế, lại cùng hắn có hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhân sinh, hắn gần kề chỉ kém một đầu thiên mệnh, liền có thể so sánh cho bọn hắn thiển gia tổ tiên, thế đế. Đã từng kiếm đế là có cơ hội trở thành một vị có được 12 cái thiên mệnh đại đế, nhưng bởi vì có chút không muốn người biết nguyên nhân, cuối cùng kiếm đế không thể chịu tải 12 cái thiên mệnh, chỉ đã trở thành một vị có được 11 đầu thiên mệnh đại đế. Kiếm đế cả đời si tại kiếm đạo, xưng là tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ không người có thế địch, đúng là bởi vì như thế, thế nhân mới có thể xưng hắn vì kiếm đế. Kiếm đế không chỉ là một vị 11 đầu thiên mệnh đại đế, hắn còn gia nhập thiên đình, trong thiên đình có được lấy rất cao địa vị. Có người nói hắn tại thiên đình địa vị là người đứng thứ hai, thiên đình hữu ý đem hắn bồi dưỡng thành tương lai người cầm lái. Kiếm đế ngoại trừ tại thiên đình đã có được địa vị cực cao bên ngoài, hắn còn sáng lập binh minh đã trở thành thập tam châu trẻ tuổi nhất có tiềm lực nhất đại đế tổ chức, Long Thương Ma Đế, tuyệt đao thần đế tự là tại kiếm đế mời phía dưới gia nhập binh minh đấy. Chương 2138, Nhân Hiền Tiên Đế Kiếm đế, có thể nói tại đây mấy cái thời đại đến chói mắt nhất đại đế, cái này cũng đầy đủ nói rõ thiển gia nội tình. Thiển gia đã có được thế đế như vậy trên thế gian vô địch đại đế bên ngoài, còn xảy ra kiếm đế như vậy độc nhất vô nhị thiên tài đại đế, thậm chí chỉ kém một ít liền có thể như thế đế như vậy trở thành một vị có được 12 cái thiên mệnh đại đế. Cho dù kiếm đế chỉ có 11 đầu thiên mệnh, nhưng là thánh quyền huyết thống, cái này bao nhiêu nhường hắn có thể đền bù thiên mệnh bên trên chưa đủ. Cũng chính bởi vì như thế, có đồng đại nói, kiếm đế tương lai có khả năng sẽ trở thành thế đế người nối nghiệp. Đương nhiên, đối với kiếm đế tại thiên đình địa vị, cũng có một ít người phê bình kín đáo, bởi vì thế đế tại thiên đình địa vị đã đầy đủ hết sức quan trọng rồi, huống chi hắn còn trưởng chấp nhất thiên quyền khủng bố như vậy vô cùng đại đế tổ chức. Nếu như nói, kiếm đế thật là đã trở thành 12 cái thiên mệnh đại đế, như vậy thiển gia tựu đã có được hai vị 12 cái thiên mệnh đại đế, theo thiển gia lực lượng, cái kia chính là có thể đủ nghiền diệt trên thế gian bất kỳ một cái nào để thống tiên môn thậm chí chỉ bằng vào chủ bọn hắn thiển gia liền có thể nghiền áp toàn bộ thiên tộc thậm chí là thập tam châu hết thảy chủng tộc. Hoặc là cũng chính bởi vì như thế, tất cả mọi người không muốn chứng kiến kiếm đế trở thành một vị ủng 12 cái thiên mệnh đại đế A, bằng không mà nói, thiển gia đối với toàn bộ thập tam châu đều uy hiếp quá lớn. Thánh sư danh tiếng, như sắm bên tai. Lúc này kiếm đế tiến lên, nhìn xem lý thất dạ, vẫn là bá khí mười phần. Lý thất dạ xem kiếm đế, không khỏi lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, từ từ nói, thiển gia tử tôn, đích thật là có vài phần bổn sự. Sẽ không biết đạo hổ phụ có hay không hổ tử, nếu như hổ phụ khuyển tử, vậy quá bôi nhọ ngươi lão tổ tông uy danh rồi. Cười, nhìn ngồi trên đạo môn về sau thế đế đồng dạng. Thế đế không có tức giận, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, không người có thể phỏng đoán tâm tư của hắn. Ta kiếm đế không cần thiết dựa vào tổ tông. Kiếm đế cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, thế nhân đều e sợ ngươi, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, ngươi phải chăng như đồn đã loại như vậy vô địch. Ngươi cần phải sợ ta. Lý thất giả nghiêm túc gật đầu nói nói, nếu như ngươi không sợ ta. Vậy ngươi tự hảo hảo về trong nhà đi nghe một chút nhà của ngươi lão tổ tông kể chuyện xưa, nhưng hắn cho ngươi nói một chút ta cùng hắn nhiều thế hệ tốt câu chuyện. Nói theo tại đây, Lý Thất Dạ cười đối với đạo môn về sau thế đế kêu một tiếng, nói ra: "Thiển lão đầu, ngươi không phải là không hảo hảo kể một chút chúng ta tốt câu chuyện a, à. xem ra ngươi chỉ dạy tử tôn phương pháp cũng không được tốt lắm, nhìn một chút ngươi tử tôn, đều là 11 đầu thiên mệnh đại đế rồi, còn như là một cái tiểu thanh niên, như một cái đau đầu. Ngươi cái này 12 cái thiên mệnh đại đế có chút thất bại. Người trẻ tuổi có tuổi trẻ người cách sống, thế giới của bọn hắn do chính bọn hắn làm chủ." Thế đế từ từ nói, tự như không ăn khói lửa. Tôn giá, chớ theo kẻ cả. Kiếm đế đối với lý thất giả thái độ như vậy, mười phần không vui, lạnh lùng nói, ta là ta, thiển gia là thiển gia, hôm nay ta không có nghĩa là bất luận kẻ nào, chỉ đại biểu tự ta hướng ngươi khiêu chiến. Kiếm đế nói như vậy, thậm chí để tại đây không ít đại đế tiên vương đều nhìn nhau liếc, cái này không chỉ là bởi vì kiếm đế dám khiêu chiến lý thất giả như vậy tồn tại. Càng quan trọng hơn là Kiếm đế cái này buổi nói chuyện đáng giá người chơi vị, có đồn đại nói, kiếm đế mặc dù nói là thiển gia thứ chín vị đại đế, cũng thâm thụ thiển gia coi trọng, đạt được thiển gia trọng điểm tài bồi, thậm chí là rất có thể trở thành thế đế người nối nghiệp. Nhưng có đồn đại nói, kiếm đế cùng bọn họ lão tổ tông thế đế cảm tình cũng không phải đặc biệt tốt, thậm chí có đồn đại nói bọn hắn ông cháu hai người đã từng là đao kiếm hướng lẫn nhau. Cũng chính bởi vì như thế, kiếm đế mới chạy tới thiên đình trên cơ bản rất ít đại biểu cho thiển gia về phần kiếm đế vì sao cùng thế đế bất hòa này là thể nguyên nhân ngoại nhân không được biết chỉ có điều có suy đoán nói kiếm đế là muốn thoát khỏi bọn hắn thiển gia lão tổ tông khống chế cũng có người nói kiếm đế muốn có càng lớn với tư cách lưu lại thiển gia hắn vĩnh viễn đều là đứng ở thế đế quần sáng phía dưới cho dù hắn lấy được lại chói mắt thành tựu cùng hắn lão tổ tông thế đế vừa so sánh với đều sẽ ảm đạm thất sắc cũng chính bởi vì có như vậy suy đoán, tất cả mọi người cho rằng đây cũng là kiếm đế gia nhập thiên đình mà không gia nhập thiên quyền nguyên nhân, càng là kiếm đế sáng lập kiếm minh nguyên nhân. Bởi vì hắn không muốn sống ở tự mình lão tổ tông vô hạn quần sáng phía dưới. Ai, Thiển gia tử tôn, đây là một đời không bằng một đời nha. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, 11 đầu thiên mệnh đại đế mà thôi, sao đủ thành đạo, nhà các ngươi lão tổ tông ở trước mặt ta còn có chút nhai đầu ngươi nhỏ như vậy con kiến, cái kia cũng chỉ có thể là nhảy nhóc một hai hạ mà thôi. Khẩu khí thật lớn, kiếm đế hừ lạnh một tiếng, hai mắt phát lạnh, lạnh lạnh nói, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi phải chăng xứng đáng cái tên, phải chăng như đồn đãi bình thường cái kia sao vô địch. Không cần nhìn. Lý thất giả cười mỉm nói, ta bản vô địch, chỉ là ta sợ ngươi thua không nổi, vạn nhất đem ngươi làm thịt, chỉ sợ thiển lão đầu hội đau lòng ngươi như vậy một cái tiểu tôn tử, không đem ngươi làm thịt không biết rõ thiển lão đầu có thể lấy cái gì đến mua mạng của ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Giả dạ cười nói với thế đế, thiển lão đầu, ngươi cảm thấy ngươi cái này tiểu tôn tự tánh mạng đáng giá thế nào giá tiền. Nếu như ngươi nguyện ý ra nhắc đến cái giá tiền này, ta sẽ xem xét một chút cho ngươi cho hắn chục mạng đấy. Lý Thất Giả dạ nói như vậy, để tại đây đại đế tiên vương đều vì đó trầm mặt. Trên thế gian tầm đó còn có ai dám cùng thế đế nói như vậy, cho dù như huyền đế như vậy tồn tại, cũng không dám gọi thẳng thế đế vì thiển lão đầu, nhưng mà lý thất dạ lại là chậm rãi mà nói, không thèm quan tâm, tự hồ trong mắt hắn thế đế chỉ là một cái lão đầu tử mà thôi. Tiểu kiếm, không thể coi thường. Lúc này thế đế từ từ nói. Hừ, ta tự nhiên biết rõ. Kiếm đế lạnh lùng khẽ hừ, hắn nói ra nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, quả nhiên dường như đồn đại cái kia đồng dạng, kiếm đế cùng thế đế cảm tình đích thật là không tốt, bọn hắn ông cháu hai người là không hợp nhãn. Kiếm đế càng giống là một cái phản loạn vãn bối. Lúc này kiếm đế nhướng mày, chầm chầm vào lý thất dạ, lạnh lùng nói, thánh sư, dám hay không đánh với ta một trận, cho dù ta là vãn bối, mời tặng dậy. Chỉ giáo, làm sao cần thánh sư, kiếm đế, ta cùng ngươi luận bàn một chút vô thượng kiếm đạo như thế nào? Lúc này một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên một người trung niên hán tử áo khoác ngoài tung bay, tay cầm trường kiếm, cả người ôn nhuận như ngọc, hắn không có khí thế bức người, không có ngập trời đế uy, hắn tay cầm trường kiếm, tự như người khiêm tốn, cả người tản mát ra thư hương môn đệ khí tức. Tự như hắn là đọc đủ thứ thi thư học sĩ. Từ trên người hắn ngươi thậm chí nhìn không tới một vị tiên đế khí tức, hắn ngược lại nhiều người cảm thấy là một vị học giả, là một vị người khiêm tốn. Nhân hiền tiên đế, chứng kiến vị này tự như đọc đủ thứ thi thư bình thường đàn ông trung niên có người đứng thẳng tức nhận ra lai lịch của hắn lại là một vị kiếm đạo vô địch tiên đế đây thật là đáng giá một trận chiến có người không khỏi thì thào nói nhân hiền tiên đế cửu giới tiên đế phi tiên giáo vị thứ năm tiên đế đã từng là có được lấy rất mỏng manh huyết thống đúng là bởi vì như thế hắn mới có thể hút ra máu của mình tổng chịu đủ vô hạn thống khổ về sau nhưng hắn rốt cục loại bỏ trong cơ thể cổ minh huyết thống. Có thể nói, nhân hiền tiên đế là dùng hành động của mình đi đã chứng minh tự mình là nhân tộc một phần tử, là cửu giới huyết thống, mà không thuộc về cổ minh, hắn cũng ngăn cản lại cổ minh huyết thống hấp dẫn, đi ra một đầu thuộc về chính hắn vô thượng đại đạo. Nhân hiền tiên đế không chỉ là một vị tiên đế, hắn cùng với kiếm đế đồng dạng, si tại kiếm đạo, có đồn đại nói hắn giá lâm đệ thập giới về sau. Liền chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo, tại kiếm đạo bên trên có độc nhất vô nhị thành tựu tuy nhiên kiếm đế tại kiếm đạo bên trên đã có độc nhất vô nhị tạo nghệ rồi nhưng so với việc người hiền kiếm đế hắn tại kiếm đạo có lợi là vãn bối thánh sư đã lâu nhìn thấy lý thất giả dạ về sau nhân hiền tiên đế hướng lý thất giả dạ thật sâu không người chào thân lý thất giả dạ ổn thỏa tại chỗ đó nhẹ nhàng gật đầu nói ra phi tiên giáo tiên đế đều là cửu giới kiêu ngạo cũng là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo Đa tạ thánh sư khen ngợi. Nhân hiền tiên đế lại nhẹ không người. Hắn hiểu được lý thất dạ những lời này thâm ý. Dù sao năm đó hắn là có được cổ minh huyết thống người, tuy nhiên nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói hắn là nhân tộc, nhưng là từ khi âm nha diệt đi cổ minh về sau, cửu giới yên nguyên để lại cổ minh con lai, bởi vì cổ minh huyết thống thật sự là quá cường đại, quản chi không phải thuần túy cổ minh huyết thống, đều sẽ có thể để cho người biến thành cường đại hơn, nhưng người bắt đầu tu luyện thuận buồm xuôi gió cũng chính bởi vì như thế, không ít người ngăn cản không nổi cổ minh huyết thống hấp dẫn, từng có người một lần nữa muốn chấn hưng cổ minh, thậm chí tìm kiếm cổ minh tu luyện công pháp cũng chính bởi vì như thế, âm nha đã từng là một đời lại một đời quét sạch cửu giới, tru diệt không ít cổ minh di huyết. năm đó hắn đúng là bởi vì có được mỏng manh cổ minh huyết thống, nhưng hắn biểu hiện ra có cực cao thiên phú. Tuy nhiên Lý Thất Dạ cũng không có giết hắn, nhưng lại phản đối hắn đi trở thành tiên đế, chỉ có điều khi đó phi tiên giáo các lão tổ ủng hộ hắn đi chịu tải thiên mệnh, nhưng hắn đi trở thành tiên đế. Cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó, Lý Thất Dạ đã trầm mặt, không có đối với nhân hiền tiên đế động thủ. Nếu như tại lúc kia âm nha thật là muốn đồ sát hắn vị này vãn bối, quản chi là có phi tiên giáo vì hắn chỗ dựa cũng không hữu dụng, muốn biết lúc ấy trong tay hắn quân đoàn có thể quét ngang cửu giới đồng thời nhân hiền tiên đế đã từng đối với cái này làm ra hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đi cổ minh cái này một con đường, cũng chính bởi vì như thế, nhân hiền tiên đế đã trải qua một lần lại một lần dày vò, ra khỏi tự mình cổ minh huyết thống, mãi cho đến hắn trở thành tiên đế về sau, cá nhân hắn cũng là bảo trì hết sức cẩn thận thái độ, dù sao hắn là nhân tộc, mà không phải cổ minh. Hậu sinh khả úy Lúc này nhân hiền tiên đế nhìn xem kiếm đế, từ từ nói, kiếm đạo cao xa, hàng tịch lạnh lạnh, hôm nay có thể gặp được hậu sinh kinh địch, ta cũng có tâm một trận chiến, kiếm đế còn có tâm một trận chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn xem kiếm đế cùng nhân hiền tiên đế, kiếm đế tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ xưng là là không ai bằng, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể sáng lập binh minh đấy. Mà nhân hiền tiên đế tại kiếm đạo đạt thành tựu cao đã sớm được hưởng nổi danh, tại kiếm đế còn không có xuất thế, nhân hiền tiên đế tại kiếm đạo đạt thành tựu cao cũng sớm đã là thanh danh bay xa. Hôm nay mặc dù nói tất cả mọi người là hướng về phía thiên thần thư viện mà đến, nhưng nói như thế nào là có thế tận mắt vừa thấy hai vị kiếm đạo đỉnh phong đại đế một trận chiến, cái kia đích thật là đặc sắc tuyệt luân, tuyệt đối là một loại thị giác bên trên hưởng thụ. Chương 2139, Đại chiến đem tại chư vị đại đế tiên vương đều đến rồi, như thế náo nhiệt, làm sao cần vội vã động thủ đây này. Ngay tại nhân hiền tiên đế cùng kiếm đế song phương dương cung bạc kiếm thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhàn nhã nói. Lý Thất Dạ lời này lại lập tức là hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt, đặc biệt là địa vị cao đại đế tiên vương, càng là chú ý Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, đây chính là thánh sư, đây chính là đồ sát qua đại đế sau lưng độc thủ, bất luận cái gì đại đế tiên vương cũng không dám không quan tâm thái độ của hắn. Như thế một hồi thịnh yến, hôm nay nên hát nhân vật chính hẳn là ta. Lý thất giả yên nguyên ngồi ở chỗ kia, vừa cười vừa nói, coi như là 12 thiên mệnh đại đế, vậy cũng tốt nhất ngoan ngoãn cho ta cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lý thất dạ lời này vừa ra, người ở chỗ này đều hút một hơi hơi lạnh, mọi người thoáng cái cũng không khỏi nhìn xem huyền đế cùng thế đế, bởi vì bọn họ đều là 12 cái thiên mệnh đại đế, đến nỗi nhất dịp tiên vương, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ đứng tại thiên thần thư viện bên này, cũng sẽ đứng tại lý thất giả bên này. Như vậy hiện tại lý thất giả chỗ khiêu khích đấy. Cũng chỉ có huyền đế cùng thế đế rồi. Nhưng là, bất luận là trong mặt gương huyền đế, còn là tốt đạo môn sau khi thế đế, hai người bọn họ đều không có bề ngoại tư thái. Lý thất giả nhìn xem thế đế, rồi mới xem huyền đế, vừa cười vừa nói, Thiển lão đầu hai người các ngươi tiếp tục đứng ở hang ổ còn là đi ra một trận chiến đâu này thế đế ổn thỏa với ghế đá giếng nước yên tĩnh nói ra nền ra tay thời điểm tự nhiên sẽ ra tay ngươi sống một bó to tuổi rồi cũng không nóng lòng nhất thời thiển lão đầu tựu là thiển lão đầu quả nhiên là đa mưu túc trí lý thất già dạ vỗ tay cười to ánh mắt rơi với mặt kính từ từ nói huyền đế đâu này nếu như xuống một trận chiến cái kia thì xuống đây đi, không chiến tự cút đi, chớ trong đó rình coi, ta cũng không phải mỹ nhân đi tắm. Trực tiếp gọi 12 thiên mệnh đại đế lăng, như thế bá khí tư thái nhường người ở chỗ này đều hút một hơi hơi lạnh, còn không chân chính minh bạch lý thất giả lai lịch người càng là nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này không khỏi thật là bá đạo A, à, cũng dám gọi 12 thiên mệnh đại đế lăng, trên thế gian tầm đó, ai dám làm như vậy? Thánh sư nói đùa rồi. Huyền đế cũng không tức giận, nở nụ cười, thanh âm của hắn xuyên thấu qua mặt kính truyền đạt đến cổ thế giới, hắn vừa cười vừa nói, ta đã thật lâu chưa ra tay rồi, xương cốt đã cứng ngắc, thân thủ cũng đông cứng rồi, ta thì ra là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, thập tam châu tương lai còn là cần thánh sư cùng thế đế như vậy bất thế chi tài nâng lên đại kỳ, ta phụ trách bàn sung liền có thể. Cho nên, trận này thịnh yến, ta tự không tham gia náo nhiệt rồi. Nói đến đây, Huyền đế cười đến ý vị Thâm Trường, nói ra: "Nhất Diệp đạo huynh, đương thời có thánh sư cùng thế đế khiên đại kỳ là đủ." "Tả hữu vô sự, hai người chúng ta nói chuyện một ván như thế nào? Ngày gần đây ta vừa vặn ngộ tổng thể ván cục, có vạn cổ xu thế, không biết Nhất Diệp đạo huynh dám hay không đến bên trên một ván." Huyền đế mở miệng, tất cả mọi người đều ổn định hô hấp, quản chi là địa vị cao đại đế tiên vương cũng không dám mất với khinh tâm lúc này huyền đế đột nhiên lui ra trận này thịnh yến rất nhiều người cũng không khỏi ngoài ý muốn nhưng huyền đế kế tiếp mà nói lại để cho người một chút cũng không ngoài ý muốn rồi huyền đế tuy nhiên không gia nhập trận này thịnh yến nhưng hắn đây là muốn kéo đi nhất dịp tiên vương nha đạo hữu lẫn nhau mời làm sao dám không theo cung kính không bằng tuân mệnh lúc này nhất dịp tiên vương thanh âm sâu thẳm từ từ nói ta bồi đạo hữu ván kế tiếp là được xem ai chủ vạn cổ ván cờ ta đốt trà cung kính chờ đợi. Huyền đế nở nụ cười, rồi mới nói với thế đế, đạo huynh, tương lai đại thế tự giao cho ngươi rồi, ta thì ra là một mai nhàn vân giả hạt thôn phu mà thôi. Huyền đế lời nói vừa rơi xuống, nghe được phanh một thanh âm vang lên, trên bầu trời mặt kính nứt vỡ, huyền đế thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn. Thập Tam Châu Đông đưa một chút, cái này đông đưa lực lượng thậm chí liền cổ thế giới đều có thể cảm thụ được cho nên tại đây trong một chớp mắt có một cổ mênh mông vô địch tiên vương chi uy sọ xuyên qua toàn bộ thập tam châu nhất dịp tiên vương xuất thế trong thập tam châu rất nhiều người cũng không biết cổ thế giới chỗ chuyện xảy ra nhưng khi cái này cổ mênh mông vô địch tiên vương chi uy sọ xuyên qua toàn bộ thập tam châu thời điểm lúc này chấn kinh rồi thập tam châu hết thảy tu sĩ rồi không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ bị như vậy tiên vương chi uy trấn nhiếp được khoanh phục với địa tất cả mọi người vì đó trung động. Không rõ tại sao nhất dịp tiên vương lại đột nhiên xuất thế, đương nhiên bọn họ là không biết rõ nhất dịp tiên vương đây là đi gặp chiến huyền đế. Mặc dù nói, hai người bọn họ cũng không phải đồng thủ luận võ, chỉ là đánh cờ mà thôi, nhưng đối với với bọn hắn loại này đỉnh phong tồn tại đại đế tiên vương mà thôi, quản chi chỉ là gần kề một cái ván cờ, cũng có thể tả hữu toàn bộ thập tam châu đại thế. Huyền đế đi rồi, nhất dịp tiên vương cũng đi rồi, Lúc này nhường cổ thế giới biến thành bình tĩnh, mặc dù nói thần tộc bên này đi huyền đế, cái này tự hồ là gây bất lợi cho thần tộc. Nhưng là, muốn biết Thiên Thần thư viện bên này cũng đi nhất dịp tiên vương, vậy cũng là huề nhau. Thậm chí đối với với không biết rõ lý thất giả dạ chân chính lai lịch người mà nói, trong nội tâm càng là nhảy lên một chút, tại bọn hắn trong suy nghĩ nhất dịp tiên vương mới thật sự là cường đại nhất chỗ dựa, nhất dịp tiên vương lại bị huyền đế kéo đi rồi hiện tại thiên thần thư viện tự mất đi cường đại nhất chỗ dựa dạng này đại thế đối với thiên thần thư viện bất lợi tốt rồi huyền đế đi rồi nhất dịp cũng đi rồi náo nhiệt giảm một nửa lý thất dạ vừa cười vừa nói bất quá nha cái này cuối cùng là một hồi thịnh yến thiển lão đầu ngươi nói có đúng hay không đây thật là một hồi thịnh yến thế đế ổn định với chỗ đó từ từ nói ai có thể ăn được một trận này thịnh yến vậy phải xem hai bên bổn sự chúng ta cửu giới cùng bách tộc nhất định là hành hung các ngươi thần mà thiên tam tộc lúc này thôn nhật tiên đế mười phần bá khí nói hôm nay các ngươi thần mà thiên tam tộc dám hướng chúng ta thiên thần thư viện động binh như vậy ngày khác chúng ta bách tộc nhất định phát binh sang bằng các ngươi thiên đình khẩu khí thật lớn thôn nhật tiên đế ngươi thực đã cho ta thiên đình là buồn nặng đấy sao kiếm đế hừ lạnh một tiếng thông nhật tiên đế cười to nói liền coi các ngươi thiên đình không phải bùng nặng đấy nhưng là cường không đi nơi nào năm đó săn đế chiến dịch hồng thiên nữ đế đuổi giết các ngươi thiên đình chi chủ tề thiên đế các ngươi định chủ ngay cả chạy trốn thập tam châu cuối cùng nhất còn không phải bị nữ đế đem hắn trảm với ở trong thiên đình ngày khác chỉ cần thánh sư một hồi ra lệnh chúng ta cửu giới tiên đế nhất định cày bình các ngươi thiên đình thông nhật tiên đế như thế bá khí mà nói lập tức để tại đây đại đế đều hút một hơi hơi lạnh, nhưng lại không phải không thừa nhận năm đó chuyện xảy ra, đối với thiên đình mà nói đích thật là một kiện sĩ nhục sự tình. Năm đó sang đế chiến dịch cửu giới tiên đế quá mức với hung mảnh, tự là năm đó cường đại nhất đại đế một trong thiên đình chi chủ tề thiên đế đều bị sau đến gia nhập chiến cuộc hồng thiên nữ đế đuổi giết e rằng chỗ có thể trốn, cuối cùng nhất quản chi là trốn về thiên đình, đều yên nguyên bị hồng thiên nữ đế chém giết tại thiên đình cửa ra vào. Phải biết, Tệ thiên đế chính là một vị có được 11 thiên mệnh. Hơn nữa còn là có được thiên quyền huyết thống đại đế, đây chính là thiên tộc tiên huyết huyết thống nha. Nhưng, cuối cùng yên nguyên bị hồng thiên nữ đế chỗ trảm. Tệ thiên đế tại năm đó là xưng là thiên đình người sáng lập, tuy nhiên thiên đình thực sự không phải là hắn sáng chế, nhưng thiên đình trong tay hắn cũng đích thật là huy hoàng lên, hắn đã từng là thiên đình các đời đình chủ trong có sức ảnh hưởng nhất một vị đình chủ. Nhưng, cuối cùng lại bị hồng thiên nữ đế trảm với cửa nhà mình miệng, cái này đối với thiên đình mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nếu như nói, năm đó không phải thế đế ngăn cơn sóng dữ, lại có thần, mà hai tộc rất nhiều đại đế gia nhập, chỉ sợ tại minh nhân tiên đế, hồng thiên nữ đế bọn hắn những này cửu giới vô địch sát phạt phía dưới, thiên, mà, thần tam tộc không biết rõ có bao nhiêu đại đế sẽ bị đồ sát mất năm đó đúng là bởi vì tại âm nha xuất lĩnh hạ cửu giới tiên đế thế không thể đỡ, lúc này mới làm cho thần, mà, thiên tam tộc đại đế cộng đồng ký xuống hiệp nghị, khiến cho thập tam châu hết thảy bách tộc từ nay về sau không hề bị thần, mà, thiên tam tộc chỗ quản hạt, từ nay về sau chân chính đã lấy được tự do. Lúc này ở tràng thiên, mà, thần tam tộc đại đế thượng thần đều thoáng cái đều chầm chầm vào thôn nhật tiên đế, bởi vì thôn nhật tiên đế thoáng cái vạch trần bọn hắn nội tình. Năm đó sang đế chiến dịch là bọn Hán Thiên, mà thần Tam tộc sĩ nhục, bọn hắn vốn là thập Tam châu chủ nhân, lại bởi vì một trận chiến này mà đánh mất đối với thập Tam châu nguyên vẹn khống chế. Sao vậy, không phục sao? Thông Nhật tiên đế đây chính là đã tham gia sang đế chiến dịch mãnh tướng, quản chi bị nhiều như thế đại đế theo dõi, vẫn là bá khí mười phần, nói ra, nếu như không phục sẽ tới tái chiến một hồi, nhìn một chút các ngươi thần. Mà thiên tam tộc nghỉ ngơi dưỡng sức như thế chút ít đầu năm, đã đã có được nắm chắc bao nhiêu bao hàm. Chiến một hồi tự chiến một hồi, vậy nhìn một chút chẳng biết hưu chết về tay ai. Lúc này thần, mà, thiên tam tộc đại đế cũng phản kích, lòng thương ma đế cười lạnh nói. Thiên đình cũng không vẹn vẹn chỉ có thiên tộc đại đế, trên thực tế cũng có thần, mà hai tộc đại đế gia nhập, chẳng qua là thiên tộc đại đế với tư cách chủ lực mà thôi. Một trận chiến này, đâu chỉ là muốn chiến thần, mà, Thiên Tam tộc, chúng ta Bách tộc cũng nên quét sạch thời điểm rồi." Mục Thiên đế cũng từ từ nói, "Thiên thần thư viện chính là chúng ta Bách tộc cái nôi. Bách tộc trong ai dám động đến Thiên thần thư viện, chính là chúng ta Bách tộc địch nhân, giết không tha." "Cái này quan điểm ta cũng đồng ý." Nhân hiền tiên đế gật đầu, từ từ nói, "Đánh Thiên thần thư viện chủ ý người, đáng giết, hơn nữa phải diệt môn." Nói đến đây, hắn hai mắt lộ ra sát cơ ở đây bên trong tung thiên tiên vương bọn hắn cũng thoáng cái thành biên ngắm rồi, rất nhiều bách tộc tiên vương cùng thượng thần đều lạnh lùng chầm chầm vào tung thiên tiên vương bọn hắn cái này 14 vị tiên vương, trong bọn họ còn có tiên vương còn là thiên thần thư viện học sinh đâu này. Đây quả thực là khi sư diệt tổ. Người hiền, bách tộc cũng không chỉ là các ngươi cửu giới tiên đế định đoạt, bách tộc biển chứa trăm sông, tiên vương rất nhiều, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy vị cửu giới tiên đế tự lập vì chính thống, các ngươi liền có thể trở thành bách tộc chính thống sao? Tung Thiên Tiên Vương lạnh lùng nói, nói cho cùng, tại Thập Tam Châu, các ngươi cửu giới tiên đế còn là người từ ngoài đến, chúng ta mới là bách tộc chủ nhân. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, bất luận là Tung Thiên Tiên Vương bắt đầu, còn là toàn bộ Tung Thiên Giáo, bọn hắn bao nhiêu đều có chút cừu thì cửu giới tiên đế. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, ngoại nhân không được biết. Ta cảm thấy được nha, các ngươi một ít bách tộc tiên vương cũng có thể gia nhập chúng ta thiên đình, chúng ta thiên đình tệ một cửa lớn, nhiệt liệt hoan nghênh. Lúc này kiếm đế cười to nói. Chương 2140, Bách tộc chính thống Đối với kiếm đế như vậy mời, tung thiên tiên vương bọn hắn đương nhiên không đáp lại rồi, nếu như nói bọn hắn đánh lén thiên thần thư viện, đây chẳng qua là bách tộc nội đấu, chỉ là vì bảo vật mà thôi cái này cũng còn nói qua được dù sao đây là mạnh được yếu thua thế giới loại chuyện này công nói công hữu lý bà nói bà có lý nhưng nếu như nói tung thiên tiên vương bọn hắn xuất lĩnh lấy bách tộc tiên vương gia nhập thiên đình cái kia chính là chân chính phản bội tộc rồi chỉ sợ bọn họ đời sau sẽ nhiều thế hệ bị người phỉ nhổ ít nhất điểm này bọn họ là làm không được đấy cho dù chư vị tiên đế đại biểu không được bách tộc nhưng tung thiên các ngươi cũng đại biểu không được bách tộc. Lúc này đào thọ tiên vương lạnh lùng nói, bách tộc ra các ngươi như vậy tiên vương, ngay cả mình học viện đều phản bội, nhưng người chịu khinh thường. Chúng ta đại biểu không được bách tộc, chẳng lẽ các ngươi kỳ trúc sơn, cổ phủ liền có thể đại biểu bách tộc hay sao? Tung thiên tiên vương không phải vậy nói chuyện nhiều thiên thần thư viện sự tình, nói ra, cái này vẹn vẹn là mạnh được yếu thua mà thôi, không cần phải cho hai bên đập cái chụp mũ ai thắng, người đó là người thắng, ai thua rồi, tự là đạo tử thân tiêu. Đây chính là chúng ta tàn khốc thế giới, ai cũng đại biểu không được bách tộc, cửu giới tiên đế cũng tốt, cổ phủ cũng tốt, kỳ trúc sơn cũng thế, đều đại biểu không được bách tộc. Ta tự đại biểu bách tộc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã cắt đứt tung thiên đế mà nói, lạnh lùng nói, cửu giới cũng tốt, thập tam châu cũng thế. Nếu như ai nói muốn cho cái chính thống, đi, ta cho các ngươi chỉ một cái chính thống. Thiên thần thư viện, tự là bách tộc chính thống. Lý thất giả lời nói vừa rơi xuống. Lạnh lùng chầm chầm vào ở đây tất cả mọi người, bao quát đang ngồi hết thảy đại đế tiên vương. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, bởi vì lý thất giả cái này buổi nói chuyện đã là giải quyết dứt khoát. Trên thực tế, rất nhiều người cẩn thận tưởng tượng, nếu như nói tại bách tộc bên trong, có ai có thể trở thành bách tộc chính thống, cái kia đích thật là trừ thiên thần thư viện ra không còn có thế là ai khác, thiên thần thư viện không chỉ là bởi vì bồi dưỡng được rất nhiều tiên vương thượng thần. Cũng không những bởi vì có rất nhiều tiên đế tiên vương từng tại tại đây lưu lại đạo thống của chính mình. Càng quan trọng hơn là, thiên thần thư viện chỉ là một cái trồng người truyền đạo địa phương, nó không giống với bất kỳ một cái nào truyền thừa tông môn, nó không gia nhập bất luận cái gì tông môn lợi ích chi tranh, địa vị của nó siêu nhiên tại bách tộc trông ở vào trung lập địa vị có thể nói cái này đã qua trăm ngàn vạn năm thiên thần thư viện chỉ phụ trách liên tục không ngừng vì bách tộc phát ra nhân tài vì bách tộc nuôi dưỡng thượng thần vì bách tộc nuôi dưỡng tiên vương nhưng chúng không phải là vì tranh bá thiên hạ không phải là vì cướp đoạt tài nguyên chỉ là vì bách tộc bồi dưỡng nhân tài mà thôi tại đây chỉ là cái trồng người truyền đạo địa phương tại bách tộc bên trong Bất cứ người nào để tay lên ngực tự hỏi một chút, nếu như nói bách tộc trong ai là chính thống, nếu như ngay cả thiên thần thư viện cũng không thể bình luận bên trên mà nói, như vậy còn có môn phái nào truyền thừa dám tự cho là mình là bách tộc chính thống? Thiên thần thư viện là bách tộc cái nôi, là bách tộc cuộc khởi căn cơ, ai dám động đến giao động, giết không tha, ai dám có ý đồ với thiên thần thư viện? Tự là bách tộc địch nhân, bất luận là bách tộc, còn là thần, mà thiên tam tộc. Lý thất dạ lạnh lùng nói. Lúc này lý thất dạ mà nói là giải quyết dứt khoát, không có người có trung chuyển, coi như là 12 thiên mệnh đại đế tiên vương đứng ra phản đối đều không có hiệu quả. Húng chi, tại bách tộc trong 12 thiên mệnh tiên vương cũng chỉ có nhất dịp tiên vương, mà nhất dịp tiên vương đó là tuyệt đối ủng hộ thiên thần thư viện, đây tuyệt đối là ủng hộ lý thất dạ. Ở này đại chiến đêm tại thời điểm, Lý Thất Dạ đang tại chúng đế chư thần trước mặt nói ra như vậy buổi nói chuyện giải quyết dứt khoát, như vậy xác định thiên thần thư viện địa vị. Lúc này tất cả mọi người đều ổn định hô hấp, quản chi là thế đế cũng chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia mà thôi, nói cái gì đều không có nói, đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này chỉ là bách tộc nội vụ mà thôi. Bài trừ bên ngoài phải trước an bên trong. Động thiên thần thư viện, giết không tha. Lúc này Lý Thất Giả chầm chầm vào tung thiên tiên vương, lạnh lùng nói. Lý Thất Giả cái này lời vừa nói ra, bị lý thất dạ nhìn chầm chầm vào, quản chi tung thiên tiên vương như vậy có được 11 đầu thiên mệnh tiên vương. Đều lập tức vì đó hít thở không thông, không khỏi lui về phía sau một bước. Bởi vì lý thất dạ như vậy hậu tịch lời nói tự tự như phán quyết cái chết của hắn hình đồng dạng. Thánh sư, coi như là ngươi, cũng không thể sinh tử đoạt ta. Tung thiên tiên vương thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng từ từ nói. Hắn cuối cùng là 11 thiên mệnh tiên vương sẽ không mặc người chém giết. Tung Thiên Tiên Vương, xem ra bách tộc là không có coi các ngươi là làm người một nhà, các ngươi hiện tại cùng chúng ta liên thủ còn kịp, bằng không mà nói, các ngươi muốn sống sót ly khai, vậy thật sự có điểm huyền rồi. Ở thời điểm này, hẳn là cường cường liên thủ, cầm xuống thiên thần thư viện, bình định bọn hắn, như vậy các ngươi tự là bách tộc chính thống. Lúc này kiếm đế vừa cười vừa nói kiếm đế nói như vậy nhường tung thiên tiên vương ánh mắt nhảy lên một chút đương nhiên hắn không có tỏ thái độ tung thiên tiên vương không có tỏ thái độ cái này cũng không đại biểu hắn không có ý nghĩ như vậy trên thực tế kiếm đế nói như vậy không thể nghi ngờ là tràn đầy hấp dẫn nếu như nói thật là tàn sát ở đây địch nhân như lý thất dạ như thôn nhật tiên đế bọn hắn tàn sát mất hết thảy địch nhân tiêu diệt thiên thần thư viện như vậy như vậy một trận chiến sẽ thay đổi thập tam châu thế cục, thậm chí là từ nay về sau cải biến bách tộc vận mệnh. Như bọn hắn thật là cùng thần, mà Thiên Tam tộc liên thủ, như vậy một khi thành công, cái này sợ là rất lớn đề cao bọn hắn tung Thiên giáo tại Kiêu Hoành Châu thậm chí là bách tộc địa vị. Một khi thành công, từ đó về sau, không còn có Thiên thần thư viện, chỉ sợ cũng không còn có cổ phủ, không còn có kỳ trúc sơn, đến đó một ngày Kiêu Hoành Châu nên bọn hắn tung thiên giáo xưng bá thời đại rồi, huống chi, một khi cùng thần, mà, thiên tam tộc liên thủ. Chỉ sợ bọn họ cũng cần tung thiên giáo như vậy minh hữu, bọn hắn cần một cái có thể cầm lái bách tộc cường đại minh hữu. Đây là một cái mười phần dũng cảm nghĩ cách, mặc dù nói thần, mà, thiên tam tộc cùng bách tộc có thể nói là thủy hỏa bất dung, bách tộc tiên vương đều là nhất trí đối kháng thần, mà, thiên tam tộc, nhưng bách tộc tiên vương lại làm sao không thể cùng thần, mà thiên tam tộc liên thủ mượn bọn hắn đến đặt tự mình tại bách tộc địa vị đây này lúc này tung thiên tiên vương nhìn về phía thế đế nếu như nói thần mà thiên tam tộc trong này ai nói lời nói cực kỳ có phân lượng cái kia không hề nghi ngờ là thế đế rồi chỉ cần thế đế mới mở miệng vậy thì sẽ giải quyết dứt khoát thế đế một câu so thần mà thiên tam tộc bất luận kẻ nào mà nói đều hữu dụng so bất luận kẻ nào mà nói đều có phân lượng bách tộc đích thật là cần một cái chính thống thời điểm, bất quá ai là chính thống, cái kia do người thắng thư đến ghi. Lúc này thế đế bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, giếng nước yên tĩnh, nói ra nói như vậy. Thế đế nói như vậy vừa ra, nhưng tung thiên tiên vương có một loại cảm giác hít thở không thông, đúng vậy, ai là chính thống, cái kia do người thắng thư đến ghi. Nếu như một trận chiến này bọn hắn thắng, vậy bọn họ tự là chính thống, mà thiên thần thư viện chẳng qua là tan thành mây khói mà thôi. Nếu như đồ diệt mất tại đây tất cả mọi người, lại có ai sẽ biết cái này của thế giới chuyện xảy ra, thập tam châu thế nhân sẽ không biết rõ trong này cụ thể xảy ra chuyện gì, về sau về phần đêm sẽ như thế nào, vậy nên do bọn hắn những này người thắng thư đến ghi, bọn hắn sẽ là đứng tại chính nghĩa một phương. Không hề nghi ngờ, lúc thế đế nói ra nói như vậy thời điểm tung thiên tiên vương đã tiêm đập thình thịch rồi, huống chi, đã qua trăm ngàn vạn năm. Thế đế đối địch với âm nha, trên thế gian tầm đó cũng chỉ có thế đế có năng lực chiến âm nha lúc này đầy thế đế ra tay khó tha thứ được âm nha đào thoát nghĩ tới tương lai có thể tả hữu lấy bách tộc đại thế có thể đứng tại bách tộc đỉnh phong nhất có thể cùng thế đế bọn hắn như vậy tả hữu lấy toàn bộ chủng tộc vận mệnh tung thiên tiên vương cũng không khỏi vì đó trong lòng nóng lên thiển lão đầu ngươi đầu độc thực lực cái kia đích thực là tài ba ngay tại tung thiên tiên vương trong lòng bên trong thiên hội bách chuyển thời điểm Lý thất dạ vừa cười vừa nói, dăm ba câu. Liền có thể nhường tiên vương tim đập thình thịch, có thể giật dây bách tộc tiên vương nhập bọn, cái này không hổ là thiên tộc người cầm quyền, bội phục, bội phục. Lời nói thật mà thôi, chưa nói tới đầu độc. Thế đế vẫn là bình tĩnh, vẫn là giếng nước yên tĩnh, nhưng hắn mà nói là mười phần có phân lượng, lúc hắn nói ra nói như vậy thời điểm, không thể nghi ngờ đã là một loại hứa hẹn rồi. Ha ha, xem ra có người muốn phản bội tộc rồi muốn đầu nhập vào thần mà thiên tam tộc rồi lúc này thôn nhật tiên đế cười to khinh thường nói ra loại người này cũng có thể vì tiên vương thực nhường người trơ trẽn bách tộc có hôm nay bao nhiêu tiên hiền theo nhiệt huyết đổi về đến đấy phản bội tộc người nên tàn sát nhưng hiền tiên đế cũng lộ ra khắc nghiệt khí thế lành lạnh nói ra tung thiên giáo tư thần tông đợi cần phải theo kiêu hoành châu xóa tên. Lời nói gian hắn trường kiếm đã lộ ra khủng bố sát ý. Tung thiên, hôm nay bất luận về công về tư, đều phải lấy thủ cấp của ngươi. Mục thiên tiên đế cũng một ngón tay tung thiên tiên vương nói ra. Tung thiên tiên vương cũng là vô địch một cái thời đại người, bị như thế xem nhẹ, hắn cũng hừ lạnh một tiếng. Cười ngạo nghễ, nói ra, mục thiên, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi, chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Chiến ngươi, thì sợ gì? Như thế náo nhiệt, vậy chiến A. Lúc này Vũ Luân Ma Đế mang theo bọn hắn thế gia ba vị đại đế cùng với cùng Long Thương Ma Đế, tuyệt đao thần đế liên thủ, trực tiếp khiêu chiến thôn nhật tiên đế. Thôn nhật, năm đó săn đế chiến dịch ngươi chưa chết, hôm nay nên ngươi vẫn lạc thời điểm. Long Thương Ma Đế cũng là bá khí mười phần, bọn hắn sáu vị đại đế đối với thôn nhật Ma Đế tạo thành vây công xu thế. Đạo huynh. Vậy hãy để cho chúng ta sau một lần kiếm đạo, để cho chúng ta nhìn một cái là hậu sinh khả úy, còn là tiền bối kiên định. Kiếm đế cũng dài rít gào một tiếng, ngạo mạn mười phần, đối với nhân hiền tiên đế nói ra khiêu chiến. Đúng vậy, một trận chiến thì sợ gì? Bách Tí Chiến Thần cũng dài rít gào một tiếng nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí khẩn trương tới cực điểm, các vị đại đế tiên vương đều tìm kiếm lên mục tiêu của mình đều nhau nhau đã tập trung vào đối thủ của mình. Đương nhiên giờ này khắc này tất cả mọi người không có đi khiêu chiến lý thất dạ, mọi người trong nội tâm đều đem âm nha như vậy tồn tại giao cho thế đế. Chư vị, nghe ta một lời. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, lý thất dạ nhàn nhã vừa cười vừa nói. Đây chính là tuyên cổ tồn tại, phía sau màn độc thủ, lúc này lý thất dạ câu nói đầu tiên có thể đánh gãy tất cả mọi người, quản chiên ngạo mạng mười phần kiếm đế bọn hắn, cũng không dám không hướng lý thất giả dạ bọn hắn bên này nhìn lại. Lý thất giả dạ hướng nhân hiền tiên đế bọn hắn khoát tay áo, từ từ nói, nhân hiền, thôn nhật, các ngươi những này tiên đế có thể tới, ta đã thật cao hứng rồi, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó a, à, tại đây giao cho ta là được rồi. Chương 2141, Độc Chiến Chúng Đế Lý thất giả dạ nói như vậy nhưng nhân hiền tiên đế bọn hắn đều nhìn nhau liếc, không nói gì. Trở về đi, tương lai thế giới còn cần các ngươi đi gánh vác, tương lai bách tộc còn cần các ngươi nhô lên lương sống lưng, tương lai càng cần nữa các ngươi, hôm nay ở chỗ này, gần kề cần ta như vậy đủ rồi." Lý Thất Dạ mỉm cười, từ từ nói. Đã lão sư nói như thế, Mục Thiên cáo lui trước. Mục Thiên Tiên Đế không người chào thủ, lại bái, phiêu nhiên mà đi. Thánh sư Kỳ Khai đắc thắng. Nhân hiền tiên đế cũng cúi đầu, tùy theo ly khai đợi lấy thánh sư đại sát bác phương tin tức tốt. Thông nhật tiên đế cười to, đã bái bái, cũng ly khai rồi. Trong khoảng thời gian ngắn chư vị tiên đế tiên vương thậm chí là địa vị cao thượng thần đều nhau nhau ly khai rồi. Bọn hắn trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Thoáng cái nhượng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bất luận là đứng ngoài quan sát đại đế tiên vương, còn là tham chiến thần, mà, thiên tam tộc đại đế thượng thần, đều thoáng cái mắt choáng váng thoáng cái thôn nhật tiên đế bọn hắn đều đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có lý thất dạ một thân một mình đối mặt thần, mà, thiên hơn mười vị đại đế cùng thượng thần. Cái này, đây là điên rồi sao? Có đứng ngoài quan sát địa vị cao thượng thần đều hút một hơi hơi lạnh, rõ ràng có thể chiếm hữu ưu thế, hiện tại lý thất dạ lại khiển đi thôn nhật tiên đế bọn hắn, một mình một người độc chiến hết thảy địch nhân, đây quả thực là quá điên cuồng, một người độc chiến thần, mà, thiên tam tộc trăm vạn đại quân đây là làm sao có thể sự tình cái này không chỉ có địa vị cao đại đế còn có thế đế như vậy vô địch tồn tại không phải là phục kích đánh lén a à. có người thậm chí là hoài nghi coi như là kiếm đế bọn họ đều là mười phần hoài nghi phải hay là không thôn nhật tiên đế bọn hắn làm bộ ly khai sau đó phục kích đánh lén bọn hắn nhưng là kiếm đế bọn hắn mở ra thiên nhãn chiếu sáng thiên địa đều không có phát hiện thôn nhật tiên đế bóng dáng của bọn hắn thôn nhật tiên đế bọn hắn thật là ly khai rồi thôn nhật tiên đế bọn hắn không chút do dự ly khai bọn họ là có nguyên nhân đấy đặc biệt là thôn nhật tiên đế hắn từng đi theo qua âm nha hắn hiểu được một khi âm nha nhường hắn ly khai cái này không chỉ là âm nha có tuyệt đối nắm chắc càng là bởi vì có kinh khủng hơn giết chóc muốn bắt đầu hắn nhường bọn hắn ly khai đây tuyệt đối là có đạo lý đấy âm nha ngươi lại có âm mưu gì đâu này lúc này thế đế chầm chầm vào lý thất dạ thần thái ngưng trọng từ từ nói không có có âm mưu gì lý thất dạ vừa cười vừa nói ta chỉ là muốn đại khai sát giới mà thôi lúc ta một khi sát tính nổi lên thời điểm ngay cả ta tự mình cũng sợ hãi cho nên khiển đi bọn hắn cũng tốt một khi ta giết nhắc đến người đến ngay cả người mình cũng dám giết thật cuồng khẩu khí Ngươi tự nhận là bằng một mình ngươi có thể độc chiến chúng ta tất cả mọi người sao? Tung Thiên Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn biết rõ âm nha thật là khủng bố. Nhưng là hắn cũng không tin bằng một mình hắn thật có thể đánh thắng được hắn nhóm tất cả mọi người, huống chi thế đế cũng ở nơi đây. Tung Thiên, ngươi không cần dùng không phục, ta thật sự quyết tâm muốn giết người, ta thật đúng là không có đem ngươi 11 đầu thiên mệnh để ở trong mắt, ta đồ sát 11 đầu thiên mệnh đại đế thời điểm, ngươi còn không biết ở cái góc nào chơi buồn. 11 đầu thiên mệnh, rác rưởi mà thôi. Lý thất dạ thần thái lạnh lùng, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua tung thiên tiên vương. Tung thiên tiên vương thoáng cái sắc mặt đỏ lên, hắn một tôn 11 đầu thiên mệnh tiên vương. Bất luận là đặt tại cái đó một cái thời đại, đặt ở địa phương nào, đều là khinh thường quần hùng, đều là có thể nhường bất luận kẻ nào sợ rung tồn tại, hiện tại đến âm nha trong miệng, lại thành rác rưởi như thế bá khí vô cùng mà nói, nhưng hết thảy người đứng xem cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hết thảy người đứng xem cũng không khỏi vì đó hoảng sợ, cái này không khỏi thật là bá đạo a, à, đem 11 đầu thiên mệnh tiên vương xem là rác rưởi. Đương nhiên, ta lời này không phải nhằm vào ngươi. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế giữa lớn phía trên, nhìn chung quanh kiếm đế. Vũ Luân Ma đế bọn hắn hết thảy đại đế thượng thần, mỉm cười nói, ta nói là đang ngồi đều là rác rưởi. Lý thất giả nói như vậy vừa ra, lập tức nhường tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, với tư cách đại đế quản chi bọn hắn lại có tu dưỡng, lại có độ lượng, nhưng bị người đang tại diện mắng to rác rưởi, bọn hắn đương nhiên nuốt không trôi cơn tức này, bọn hắn thế nhưng mà một phát dậm chân đều có thể làm cho cả thời đại sợ rung tồn tại. Trong bọn họ chỉ có bình tĩnh chính là thế đế, hắn mười phần bình tĩnh, tuy nhiên hắn thần thái bình tĩnh, trên thực tế trong lòng của hắn mười phần cẩn thận, tâm tính ngưng trọng. Bởi vì hắn cùng với âm nha nhiều thế hệ là địch, trên thế gian không có ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn âm nha rồi, ở thời điểm này âm nha khiển đi thôn nhật tiên đế bọn hắn, vậy đem ý nghĩa trong này có mười phần khủng bố âm mưu. Thế đế trong nội tâm rất sâu sở, âm nha không phải xúc động người, hắn tuyệt đối không đánh không có nắm chắc chiến tranh, hắn dám khiển đi thôn nhật tiên đế bọn hắn, vậy thì ý nghĩa hắn có kinh khủng hơn sát thủ đáng sợ hơn giảng thậm chí liền hắn vị này 12 thiên mệnh đại đế đều không thể ngoại lệ đòn sát thủ. Tốt! Ta cũng muốn nhìn một cái ngươi cường đại đến thế nào địa vị. Lúc này cái thứ nhất không phục chính là kiếm đế, thét dài một tiếng, khen trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm muốn muôn đời, một kiếm ra, muôn đời điên đảo, chúng sinh chôn vùi. Tại đây trong một chớp mắt, một kiếm đảo qua, thần ma tan thành mây khói. Tại đây một kiếm phía dưới, liền đại đế đều hút một hơi hơi lạnh, trong nội tâm sợn hết cả gai ốc. Ken một tiếng, một kiếm cũng không nghĩ giống như trong như vậy đem lý thất giả chém giết, chỉ thấy lý thất giả bàn tay lớn kim cương sáng lạng, hai ngón kẹp lấy kiếm đế một kiếm. Ken lại một tiếng kiếm minh, lúc này kiếm đế trường kiếm tự như tách rời đồng dạng, nhưng ở cái này trong một chớp mắt, hắn trường kiếm rõ ràng bị lý thất giả kẹp lấy, lại hết lần này tới lần khác chém về phía lý thất giả đầu. Hảo kiếm thuật, lý thất giả thét dài một tiếng chỉ là hai mắt một trương ngôi sao sáng chói từng gốc cỏ non sinh trưởng ngay sau đó ken 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 từng tiếng vang lên tại đây trong một chớp mắt ức vạn đem thần kiếm nháy mắt chém về phía kiếm đế mỗi một bả thần kiếm đều mang theo vô thượng thần uy khủng bố vô địch trảm đối mặt ức vạn thần kiếm chém tới kiếm đế thét dài một tiếng về lại kiếm hộ thể một kiếm quét vạn vực nháy mắt chặt đứt một bả lại một bả thần kiếm, bất luận cái gì kiếm quan đều khó gần hắn thốn hào. Thánh sư, chúng ta trảm ngươi. Lúc này Long thương ma đế, tuyệt đao thần đế, vũ luân ma đế bọn hắn sáu vị đại đế nháy mắt ra tay, đồng thời tập sát hướng về phía lý thất dạ. Phải biết, Long thương ma đế, tuyệt đao thần đế bọn hắn thế nhưng mà cùng kiếm đế đều là binh minh, bọn hắn thế nhưng mà cộng đồng tiến thối. Phanh, một thanh âm vang lên, Lúc này Lý Thất Dạ tọa hạ cái ghế nháy mắt nứt vỡ. Lý Thất Dạ thoáng cái đứng lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên mệnh hiển hiện, chìm nổi vạn cổ, tứ đại thể phách nháy mắt sáng chói. Nghe được ông, một thanh âm vang lên, trọng mạng lĩnh vực, băng giải lĩnh vực nháy mắt mở ra, điên cuồng khuếch trương. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ từng quyền lây ra, mỗi một quyền đều rung chuyển long thương ma đế bọn hắn. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, lý thất giả dạ tại hai đại lĩnh vực phía dưới, lý thất giả dạ độc chiến long thương ma đế bọn hắn sáu vị đại đế. Đông, đông, đông thanh âm vang lên, tại hai đại lĩnh vực phía dưới. Long thương ma đế bọn hắn cũng không chiếm được tiện nghi, đều bị lý thất giả dạ từng quyền lây ở. Mở cho ta, lúc này Long thương ma đế bọn hắn sắc mặt phải biến đổi, nháy mắt toàn thân sáng chói quanh, 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 từng tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, tại thời khắc này bọn hắn thiên mệnh từng cái phóng lên trời, long thương ma đế, vũ luân ma đế từng người mười đầu thiên mệnh, tuyệt đao thần đế chín đầu thiên mệnh. Đem làm cái này sáu vị đại đế toàn bộ thiên mệnh hiển hiện thời điểm, ở này trong một chớp mắt điên cùng thiên mệnh lực lượng tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Hơn mười đầu thiên mệnh uy lực nháy mắt bày ra, không có bất kỳ thu liễm, không có chút nào sưu tầm, hết thảy lực lượng đều ở đây nháy mắt nổ vang, điên cuồng mà ngược tứ lấy toàn bộ thế giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở này trong một chớp mắt, kiếm đế 11 đầu thiên mệnh nhảy không mà lên, ngay sau đó hắn toàn thân huyết khí điên cuồng phúng dũng, một cổ thần thánh lực lượng tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Tại đây trong một chớp mắt, kiếm đế cái này cổ thần thánh lực lượng hóa thành lĩnh vực, Lực lượng như vậy tự như là thương thiên ban tặng đồng dạng. Xuyên qua lý thất giả dạ hai đại lĩnh vực, theo thương thiên chi uy hướng lý thất giả dạ đè xuống, cái này cổ thánh uy không chỉ là muốn trấn áp lý thất giả, dạ, còn muốn suy yếu lý thất giả huyết khí, yếu bất lý thất giả lực lượng. Thánh quyền huyết thống, chứng kiến như vậy thần thánh lực lượng tự thành lĩnh vực, nhưng rất nhiều đứng ngoài quan sát người cũng không khỏi biến sắc. Thánh quyền huyết thống, chính là thiên tộc hai đại cổ huyết một trong, thập tam châu bác đại cổ huyết một trong, thiên quyền huyết thống với tư cách thiên tộc tiên huyết, nó có được lấy trấn áp, suy yếu. Thần phục đợi vô thượng uy lực, mà với tư cách thiên quyền huyết thống phía dưới hai đại cổ huyết một trong, Thánh quyền huyết thống đã có được suy yếu cùng trấn áp cái này hai đại uy lực. Một khi loại này huyết thống uy lực thi triển đi ra, nó có thể nháy mắt trấn áp đối thủ, nháy mắt đem đối thủ cảnh giới cùng huyết khí suy yếu, thậm chí có thể hạ thấp một cái cảnh giới, thử nghĩ một chút, có thể nháy mắt đem một người đạo hành hạ thấp một cái cảnh giới, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Kiếm Đế là một vị có được 11 đầu thiên mệnh đại đế, lúc thánh quyền huyết thống tại trên người hắn hiện ra thi xuất đến. Quy lực thì càng là không như bình thường rồi, coi như là đồng dạng có được lấy 11 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương cùng hắn quyết đấu, hắn thánh quyền huyết thống phía dưới, đều sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Ông, một thanh âm vang lên, lúc này lý thất dạ mệnh cung tứ tượng quay cuồng, mệnh cung tứ tượng hiển hiện, tứ tượng chìm nổi tại lý thất dạ quanh thân, bảo vệ lý thất dạ, thánh quyền huyết thống uy lực nháy mắt uy hiếp không được lý thất dạ. Các ngươi cái gọi là thánh huyết cũng tốt, tiên huyết cũng thế, các ngươi hết thảy huyết thống đối với ta không có hiệu quả. Lý thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Phanh, một thanh âm vang lên, lúc này mệnh cung mở ra, thần ma thập nhị bay vọt mà ra, nghe được, tư, một thanh âm vang lên, thần ma thập nhị nháy mắt hợp thể, tại thạch hỏa điện quan tầm đó cùng lý thất Dạ dung hợp. Tại đây trong một chớp mắt, lý thất Dạ tự như là đã có được 12 tiên thể đồng dạng, tại đây trong một chớp mắt, hắn toàn thân bộc phát đi ra lực lượng là điên cuồng mà tăng vọt oanh một tiếng vang thật lớn tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó lý thất dạ từng cái mệnh cung phóng lên trời mười ba mệnh cung nháy mắt hiển hiện, hiện. rũ xuống vô cùng vô tận hỗn độn khí tại đây trong một chớp mắt lý thất dạ giống như là theo tuyên cổ vượt qua mà đến bình thường hắn đã trở thành tuyên cổ vô địch tồn tại hắn hóa thân thành vĩnh hằng bất diệt hỗn độn khí tràn ngập vô tận giờ này khắc này lý thất giả dạ tự là cái thế giới này, cái thế giới này tự là lý thất giả, dạ. tại 13 mệnh cung phía dưới, lý thất giả dạ đã vượt qua hết thảy. Chương 2142, Thất Giả dạ Đạo 13 mệnh cung, nháy mắt xuất hiện, lúc 13 mệnh cung chìm nổi với ở giữa thiên địa thời điểm toàn bộ thiên địa một mảnh yên lặng, coi như là đại đế tiên vương cũng không khỏi rung động tâm thần tự như bị hung hăng dắt một chút mười ba mệnh cung có thượng thần đều hoảng sợ thất sắc không thể tin được một đôi mắt mở sâu sắc đấy đều cho là mình hoa mắt hoảng sợ nói cái này điều này sao khả năng thật là mười ba mệnh cung cái này cái này cái này thật bất khả tư nghị xác định không phải hoa mắt sau khi thượng thần hoảng sợ không gì sánh được trong lòng nhấc lên ức vạn trường sống lớn Lúc này coi như là đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó rung động, quản chi là đại đế tiên vương, cũng yên nguyên khó với tin tưởng, bởi vì 12 mệnh cung là cực hạn, đây là thưởng thức, bất luận cái gì một vị đại đế tiên vương cũng biết sự tình, cũng là bất luận cái gì một vị đại đế tiên vương vì đó coi là chân lý sự tình. Quản chi là tuyệt thế thiên tài như kiếm đế, cũng giống nhau là cho rằng 12 mệnh cung là cực hạn, trên thế gian tầm đó không có khả năng có sẽ có thế siêu việt 12 mệnh cung, nhưng là nhưng bây giờ xuất hiện 13 mệnh cung rồi, điều này thật sự là thật là làm cho người ta rung động rồi. Kiếm đế thiên phú trên thế gian có thể nói là vạn cổ ít có rồi, nhưng vẫn là chỉ có 12 mệnh cung, huống chi xuất thân với thiển gia hắn so bất luận kẻ nào đều có lấy điều kiện, so bất luận cái gì đều cũng có càng có lấy uyên bác học thức, nhưng hắn vẫn là đột phá không được 12 mệnh cung. Hiện tại 13 mệnh cung xuất hiện, xuất hiện ở lý thất dạ trên thân, như vậy một màn rung động lấy ở đây tất cả mọi người. 13 mệnh cung, tương lai sẽ có được 13 đầu thiên mệnh sao? Siêu việt hết thảy đại đế tiên vương sao? Lúc này có đại đế cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thì Thào nói, vạn cổ đến nay, cường đại nhất đúng là có được 12 cái thiên mệnh đại đế tiên vương rồi. Hơn nửa vạn cổ đến nay cũng cũng chỉ đã xuất hiện chính vị 12 thiên mệnh đại đế tiên vương mà thôi, Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đã có được 13 mệnh cung, chẳng lẽ nói thật là muốn trở thành một vị có được 13 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương. Nghĩ đến tình huống như vậy, để tại đây đại đế tiên vương cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nếu như Lý Thất Dạ thật là đã trở thành 13 thiên mệnh đại đế tiên vương, như vậy hắn chỉ sợ sẽ siêu việt đương thời trong là bất luận cái gì một vị đại đế tiên vương. Trở thành thế gian cường đại nhất kinh khủng nhất đại đế tiên vương. Thử nghĩ một chút, như thế đấy như huyền đế, như nhất dịp tiên vương, cũng đã làm cho bất luận cái gì đại đế tiên vương kiên kỵ, nhưng bất luận cái gì vô địch thế hệ đều vì đó kiên kỵ, có thể nói không có vị nào đại đế tiên vương hoặc là vô địch thượng thần là 12 thiên mệnh đại đế tiên vương đối thủ, nếu như lý thất dạ thật là đã trở thành 13 thiên mệnh đại đế tiên vương, đó là kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ là chỉ bằng vào hắn một người tựu có thể đủ quét ngang thập tam châu. Không người có thể ngăn, không người có thể địch, đến lúc kia thậm chí có khả năng liền thế đế huyền đế liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn rồi cái này không hổ là vạn cổ độc thủ cái này không hổ là có thể chìm nổi muôn đời âm nha cái này không hổ là tiên đế đạo sư có đại đế vì đó rung động vì đó cảm khái nói lúc này đối với đại đế tiên vương mà nói lý thất giả cái tên này có thể tự động không đế ý đến thậm chí không có người quan tâm hắn gọi là lý thất giả còn là lý tám đêm cái kia chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, hắn chân chính tên gọi là âm nha. Ở thế này, 13 thiên mệnh đại đế tiên vương muốn ra đời rồi. Có người hút một hơi hơi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn thất thần, không khỏi thì thào nói. Tự là kiêu ngạo như kiếm đế bọn hắn như vậy 11 đầu thiên mệnh đại đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít thở không thông, đương thời tầm đó thế đế, huyền đế, nhất dịp tiên vương bọn hắn đủ cường đại rồi a à, bọn hắn có thể trấn áp toàn bộ đại thế, nhưng bọn hắn đều không thể có được 13 mệnh cung, bọn hắn cũng chỉ là có được 12 mệnh cung mà thôi, hiện tại lý thất dạ lại có được 13 mệnh cung. Như vậy hắn siêu việt bất luận kẻ nào cái kia đều là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tại hết thảy đại đế tiên vương bên trong, chỉ có thế đế lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy, đối với hắn mà nói, âm nha có thể sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích, đều không đáng biết dùng người đi kỳ tích bởi vì âm nha bản thân chính là một cái kỳ tích. Giết, lúc này kiếm đế điên cuồng hét lên một tiếng, một kiếm xé trời, tại 11 thiên mệnh lực lượng phía dưới, tại thánh quyền huyết thống lực lượng phía dưới, kiếm đế một kiếm này trảm chí thánh, diệt muôn đời, một kiếm phá không. Chúng thần đều diệt, âm dương sụp đổ, này một kiếm chính là vô địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại kiếm đế ra tay nháy mắt, long thương ma đế, vũ luân ma đế bọn hắn đều nháy mắt ra tay, bọn hắn theo kiếm đế sau khi nháy mắt cho lý thất dạ một kích trí mạng tại đây trong một chớp mắt kiếm đế bọn hắn vô địch một kích đều ngưng hợp thành vàng cổ vô cùng lực lượng uyển như một bạ trảm thiên cự kiếm đồng dạng thẳng trảm lý thất dạ tới tốt lý thất dạ cười một tiếng dài một bước một thế giới đối mặt kiếm đế bọn hắn bảy vị đại đế hắn bình tĩnh tự tại oanh một tiếng vang thật lớn tay không tất sắc sụp đổ đi qua Lý thất dạ tay không tất sắc quanh ra, chưởng chỉ tầm đó chính là ngân hà quanh quẩn, nhật nguyệt qua lại, chưởng lên, chính là một cái thế giới sinh, chỉ rơi, chính là một cái thế giới diệt. Phanh, 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 tại đây thạch hỏa điện quan tầm đó, Lý thất dạ cùng kiếm đế bọn hắn giao thủ vài chiêu, nhưng đều nhìn không ra thắng bại. Ken, ken, ken chỉ trong nháy mắt, kiếm đế trường kiếm trong tay tự như từng mảnh lân phiến bình thường vỡ ra, ngay sau đó, quanh, một tiếng vang thật lớn, tự như cả thanh trường kiếm vỡ vụn đồng dạng. Hết thảy mảnh vỡ hóa thành thiên kiếm, phóng lên trời, quang, một thanh âm vang lên, không thể tưởng tượng nổi chính là, tại đây nháy mắt, kiếm đế thanh kiếm này nháy mắt đem toàn bộ thiên địa dung luyện thành một cái kiếm trận, nháy mắt đem lý thất giả đứng ở trong đó. Đây là một bả phạt thiên đế binh, chứng kiến kiếm trận hóa thành giết chóc vô cùng, tàn sát tiên trảm đế kiếm trận, nhưng rất nhiều người cũng không khỏi sợ hết cả gai ốc, lưng lạnh sưu sưu đấy kiếm đế thanh trường kiếm này là một thanh phạt thiên đế binh, hơn nữa thanh kiếm này bản thân chính là một cái khủng bố giết chóc kiếm trận. Chiêu đế, giúp ta một tay. Lúc này kiếm đế đem lý thất dạ nhét vào trong kiếm trận, thét dài nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở này thạch hỏa điện quan tầm đó, lòng thương ma đế bọn hắn sáu vị đại đế nháy mắt liên thủ, đồng thời đem thiên mệnh lực lượng rót vào trong kiếm trận. Ken, một thanh âm vang lên, ở này trong một chớp mắt, thế giới biến mất lý thất dạ vị trí thế giới chính là do kiếm khí cấu trúc mà thành giết chóc khí tức tràn ngập mỗi thốn không gian chỉ cần ngươi tùy tiện bước ra một bước chính là phốc một thanh âm vang lên có thể đem ngươi xoắn thành thịt vùng oanh một tiếng mười ba mệnh cung biến mất hỗn độn tràn ngập oanh 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 ở này thạch hỏa điện quan tầm đó lý thất dạ tam đại thuyền hiển hiện sinh mệnh chi chu sáng thế chi chu vĩnh sinh chi chu nháy mắt phúng dũng ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực sáng thế lực, vĩnh sinh lực. Oanh, 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 tại khủng bố lực lượng điên cuồng khuếch trương phía dưới, toàn bộ kiếm trận đều đông đưa lên. Lúc này kiếm đế bọn hắn đều biến sắc, điên cuồng hét lên nói, giết, nháy mắt, bọn hắn đem hết thảy lực lượng đều rót vào trong kiếm trận, hết thảy huyết khí đều rót vào trong đó. Oanh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ kiếm trận hóa thành một bả tuyên cổ bất diệt tài chế chi kiếm, chỉ có một kiếm chém xuống, đại thế diệt đi, nhưng cái này không hề chỉ một kiếm, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, một kiếm chém rụng sau khi, nháy mắt ức vạn kiếm luân hồi, vô cùng vô tận, mãi mãi tuần hoàn. Vậy thì ý nghĩa một kiếm chém giết mà hạ thời điểm, liền cho ngươi muôn đời đều ở đây giết chóc một kiếm phía dưới muôn đời luân hồi, vĩnh viễn chạy không thoát một kiếm này, liền coi ngươi là đã ngăn được một kiếm này, phía sau yên nguyên có ức vạn hợp tại luân hồi chém rụng. Ngươi vĩnh viễn đều ngăn cản không bao giờ hết một mực ngươi tử vong mới thôi. Kiếm vòng muôn đời, kiếm đế thét dài, huyết khí, thiên mệnh lực lượng điên cuồng mà trót vào, long thương ma đế cũng đều toàn lực ứng phó, bọn hắn muốn đem lý thất giả dạ khốn chết tại đây một kiếm luân hồi bên trong, nhưng hắn tại lúc này luân hồi bên trong mãi mãi ra không được, một mực đem hắn chém giết phai mờ mới thôi. Phạt thiên đế binh đã đầy đủ khủng bố rồi, một khi bị phạt thiên đế binh xúc phạm, đó là rất khó khôi phục đấy huống chi lúc này cái này kiếm trận do phạt thiên đế binh biến thành. Toàn bộ kiếm trận dung hợp kiếm đế bọn hắn bảy vị đại đế tất cả lực lượng, như vậy kiếm trận là kinh khủng cỡ nào, hạng gì trên thế gian vô địch. Tại lúc này trong kiếm trận, coi như là 11 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương cũng không trông thấy có thể chịu đựng được, đều không được có thể chạy trốn. Oanh, một thanh âm vang lên, ở này trong một chớp mắt, tại vô cùng vô tận kiếm đạo trong luân hồi lý thất giả biến mất, tựa như dung nhập vô cùng vô tận trong bóng tối. Một đêm có ánh sáng, nguồn gốc hỗn độn, lúc này xa xôi thanh âm vang lên, tại đây vô cùng vô tận kiếm đạo luân hồi trong bóng tối đã nghe được bốc một thanh âm vang lên. Tại đây trong một chớp mắt, trong bóng tối tách ra một sợi hào quang. Như vậy một sợi hào quang tại hắc ám chập chờn, hào quang này tách ra thời điểm, hỗn độn khí tràn ngập, tự như nó là thiên địa sơ khai thời điểm cái kia một sợi hào quang. Suy, suy suy từng tiếng vang lên tại đây một sợi hào quang xuất hiện thời điểm trong kiếm trận luân hồi một kiếm chém xuống hơn nữa vô cùng vô tận bánh xe đất về lại vô số một kiếm chém rụng tại đây một sợi hào quang phía trên muốn đem cái này một sợi hào quang chôn vùi nhưng là mặc kệ ngươi muôn đời luân hồi giết chóc đều trảm bất diệt cái này một sợi hào quang ngược lại nó tại đây hỗn độn bên trong khỏe mạnh hỗn độn là nó thổ nhưỡng hai đêm có đạo khai thiên tích địa xa xôi thanh âm vang lên ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn hết thảy hỗn độn nổ tung nghe được ken 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 thanh âm vang lên luân hồi vô tận giết chóc bị nổ bay kiếm về lại mộng cảnh lúc này kiếm đế thét dài một tiếng hết thảy luân hồi kiếm trạm biến mất ngay sau đó toàn bộ kiếm trận như mộng như ảo nghe được ba 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 một thanh âm vang lên tại đây trong một chớp mắt bất luận cái gì địa phương đều đột nhiên sinh ra từng thanh máu tươi đầm địa tru tiên chi kiếm. Tự hồ mỗi một sợi kiếm đều từng đồ sát chúng thần tiên linh đồng dạng, chỉ cần ngươi có sinh mệnh địa phương, có huyết nhục địa phương, đều sẽ có như vậy từng thanh kiếm ra đời, nó là hiện đầy mỗi một tất không gian. Giết chóc không chỗ, làm cho không người nào chỗ có thể trốn, nó là theo ngươi trong mộng ra đời, phá thể mà ra, cho nên ngươi cường đại trở lại đều không thể trốn tránh như vậy giết chóc. Ba đêm có linh, phong thần nghịch tiên xa xôi thanh âm vang lên, tại đây thế giới bên trong, ra đời thành thần linh. Chỉ tới phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại đây thần linh ra đời sau khi. Nhào nhào ra tay trấn phong cái này từng thanh tru tiên chi kiếm, đương nhiên cũng nghe đến phốc, 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 giết chóc thanh âm vang lên, cũng có thần linh bị khủng bố như thế tru tiên chi kiếm theo trong cơ thể ra đời mà chém giết.